Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 109. Dương Bách Xuyên biết rất rõ, từ lúc giết Trình Vĩ Khang luyện hóa pháp trượng Vạn Linh, đã không có khả năng hòa giải với Thánh Địa Vạn Linh. Hắn trả lại pháp trượng Vạn Linh, nhưng Thánh Địa Vạn Linh sẽ buông tha cho hắn sao? Chắc chắn không. Vậy trả lại làm gì? Cho nên sau khi nghe Võ Văn Trạch nói, hắn bật cười, pháp trượng Vạn Linh đã là đồ của ta, đã bị ta luyện hóa, cho nên, không trả lại được. Võ Văn Trạch nhìn nụ cười trên mặt Dương Bách Xuyên, nghe được sự kiên quyết trong giọng nói của hắn, biết Dương Bách Xuyên sẽ không đồng ý. Sau đó, sắc mặt Võ Văn Trạch tối lại, nói thật, tu luyện đến cảnh giới này, lão ta không thích bạo lực, nhưng nhìn bộ dáng không muốn thỏa hiệp của Dương Bách Xuyên, lão ta đành phải ra tay. Mỉm cười, nói với Dương Bách Xuyên, tiểu đạo hữu, lão phu có thể cho ngươi thêm một cơ hội, lão phu chính là thập trưởng lão của Thánh Địa Vạn Linh, cũng là địa tiên tam truyền, cảnh giới có thể đi vào thái hoang, thông qua sự áp chế của pháp tắc. Cho nên đối phó với ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng lão phu không thích sử dụng bạo lực, cũng không muốn bắt nạt tiểu bối, vì vậy ngoan ngoãn trả lại pháp trượng Vạn Linh, đừng ép lão phu ra tay. Dương Bách Xuyên thấy được ngọn lửa tham lam trong mắt Võ Văn Trạch, mặc dù lão ta che giấu rất tốt, nhưng không qua được mắt của hắn. Ngọn lửa hắn nhìn thấy trong mắt lão ta là ngọn lửa tham lam, biết ngay Võ Văn Trạch không chỉ muốn đòi lại mỗi pháp trượng Vạn Linh, lão ta còn có mưu đồ khác. Nghe Võ Văn Trạch nói xong, Dương Bách Xuyên giả vờ ngạc nhiên nói, cấp bậc địa tiên tam truyền. Đúng vậy, Võ Văn Trạch còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên sợ hãi, lão ta mỉm cười nói. Nhưng nói đi nói lại, đến cảnh giới này của Võ Văn Trạch, lão ta có thực lực bản lĩnh, khinh thường một tu sĩ nhỏ bé như Dương Bách Xuyên là chuyện rất bình thường, bởi vì bản thân địa tiên tam truyền đã là đỉnh cấp của cảnh giới tu chân, hơn nữa Võ Văn Trạch còn là trưởng lão Thánh Địa Vạn Linh, cường đại hơn địa tiên tam truyền bình thường rất nhiều. Võ Văn Trạch còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên sợ hãi, ai ngờ Dương Bách Xuyên lại nói một câu suýt nữa làm lão ta sặc chết. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nói, địa tiên tam truyền rất cường đại, nhưng đi qua pháp tắc thái hoang cũng bị đè xuống độ kiếp kỳ, hơn nữa ta đã giết chết hai địa tiên tam truyền. Võ Văn Trạch nghe Dương Bách Xuyên nói xong, ngây người, cảm giác chân nguyên lộn xộn. Tiểu tử này, quá kiêu ngạo. Giết chết hai địa tiên tam truyền. Hắn cho rằng mình là ai? Không biết trời cao đất dày. Sau đó Võ Văn Trạch nheo mắt, nụ cười biến mất, sát ý tràn ngập, lão phu rất thất vọng, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã vậy lão phu sẽ cho người biết cái gì là trưởng lão thánh địa, cái gì là uy lực của địa tiên tam truyền. Dứt lời, Võ Văn Trạch di chuyển, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, duỗi tay tung trưởng đánh thẳng vào mặt hắn. Lời nói của Dương Bách Xuyên hoàn toàn chọc giận Võ Văn Trạch, vừa ra tay vừa cười nói, tiểu tử, để lão phu xem ngươi giết chết hai địa tiên tam truyền như thế nào. Đối mặt với đòn tấn công của Võ Văn Trạch, Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên sợ hãi, từ lúc bắt đầu hắn đã cảnh giác lão ta. Khoảnh khắc Võ Văn Trạch xuất hiện, Dương Bách Xuyên đã vận chuyển càn khôn nhãn, phòng bị lão ta ra tay đột ngột hoặc tốc độ quá nhanh, hoặc có thủ đoạn đặc biệt. Cho nên lúc Võ Văn Trạch ra tay, càn khôn nhãn của Dương Bách Xuyên đã quan sát được quỹ đạo di chuyển của lão ta, vận chuyển chân khí thúc dục kiếm đồ long, chém ra bát hoang quy nhất về phía Võ Văn Trạch. Dương Bách Xuyên không dám sơ ý, hắn biết cao thủ bậc này có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần lơ đãng sẽ có hại. Bây giờ Dương Bách Xuyên không dám trông chờ vào những người khác, chỉ có Long Trùng Thanh Ngưu có thể chiến đấu, cũng là người mạnh nhất ở đây. Yêu thú cấp tôn vương có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa. Hai bên va chạm. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy một sức mạnh cực lớn truyền đến kiếm đồ long, đột nhiên bị bắn ngược lùi lại. Cùng lúc đó, Thanh Ngưu nổi giận gầm lên, lao về phía Võ Văn Trạch. Bị Thanh Ngưu đâm, Võ Văn Trạch cũng lùi về sau. Nhìn thấy vậy, Dương Bách Xuyên mỉm cười. Hắn dám đánh với Võ Văn Trạch, không chỉ vì thực lực bây giờ của hắn rất cường đại, còn vì bên cạnh hắn có Thanh Ngưu. Hơn nữa Võ Văn Trạch là địa tiên tam truyền, nhưng bây giờ tu vi của lão ta bị áp chế ở độ kiếp đại viên mãn. Cho nên Dương Bách Xuyên cảm thấy thực lực của hai bên đều ngang bằng nhau, nên hắn không sợ hãi Võ Văn Trạch, thậm chí nếu nói về số lượng, bên hắn chiếm ưu thế tuyệt đối.
phía sau còn có Lục Yên Chi, cao thủ dùng độc, mặc dù Lục Yên Chi không thể đánh được Võ Văn Trạch, nhưng nếu hạ độc cũng đủ làm lão ta ăn mệt. Hắn và Thanh Ngưu xông lên chém giết, hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho Lục Yên Chi hạ độc. Còn có thú ngũ hành, trồn nhỏ, đả tiên thạch, đều có thể lợi dụng sơ hở để chiến đấu, cho nên Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi Võ Văn Trạch. Tất nhiên còn có một con ngé con, chính là thần thú, nhưng Dương Bách Xuyên không trông mong ngé con có thể trợ giúp, bởi vì hiện tại ngé con chỉ là con non, vừa mới ra đời, nó còn rất xa lạ với thế giới này, không có kinh nghiệm tham gia chiến đấu. Tình hình chiến đấu trong sân rất kịch liệt, lửa bay khắp nơi. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, chém ra một kích mạnh nhất bị Võ Văn Trạch dùng tay không đỡ được, ép hắn lùi về sau vài mét. Thanh Ngưu đâm thẳng lên trên người của Võ Văn Trạch, nhưng cũng chỉ làm Võ Văn Trạch lùi về sau mấy thước. Lần đầu tiên đấu, hai bên ngang cơ nhau. Dương Bách Xuyên thấy được sự cường đại của Võ Văn Trạch, mặc dù áp chế tu vi, nhưng địa tiên đến từ thánh địa vẫn mạnh hơn nguyên thần huyễn rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ bằng việc Võ Văn Trạch dùng tay không đỡ được kiếm của hắn cũng đủ để chứng minh sự cường đại của lão ta. Đáng sợ hơn, một kích có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa của Thanh Ngưu cũng chỉ làm Võ Văn Trạch lùi về sau vài thước. Nhìn qua cũng không làm lão ta bị thương. Dương Bách Xuyên không sốt ruột ra tay, trong đầu tính toán cách đối phó. Võ Văn Trạch cũng không ra tay, nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, trong lòng rất khiếp sợ. Mặc dù Võ Văn Trạch có thể đỡ được một kiếm vừa rồi của Dương Bách Xuyên, ép hắn lùi về sau, nhưng có một điều người khác không biết, trưởng pháp mà lão ta tu luyện không hề đơn giản. Hai tay của Võ Văn Trạch chính là pháp khí cường đại, qua lần đánh vừa rồi với Dương Bách Xuyên, Võ Văn Trạch cảm nhận được sự cường đại quỷ dị của cổ kiếm trong tay Dương Bách Xuyên, bên trong tràn ngập kiếm lực vượt xa kiếm khí bình thường, nếu không phải lão ta tu luyện được một đôi tay âm dương, chân nguyên trong cơ thể là chân nguyên của địa tiên tam chuyển thì chắc chắn người có hại sẽ là lão ta. Thanh Ngưu bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng có thực lực vượt xa độ kiếp, là một con yêu thú cấp tôn vương. Võ Văn Trạch bị Thanh Ngưu va chạm, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng. Võ Văn Trạch thu lại sự khinh thường, lão ta biết Dương Bách Xuyên khó đối phó, phải dùng hết toàn lực, nếu không lão ta sẽ bị thiệt lớn, dù sao lão ta cũng bị pháp tắc Thái Hoàng áp chế quá nhiều. Dương Bách Xuyên cũng càng thêm cảnh giác, sự cường đại của Võ Văn Trạch khiến hắn không dám thả lỏng, biết không có kiếm đồ long, hắn không phải là đối thủ của Võ Văn Trạch. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, Võ Văn Trạch nheo mắt nói, xem ra lão phu đã coi thường ngươi, nhưng tiếp theo lão phu sẽ không cho người cơ hội. Dương Bách Xuyên cũng lạnh lùng nói, lão già, nói nhảm cái gì vậy, ta cũng không phải quả hồng mềm. Dứt lời. Pháp trượng vạn linh xuất hiện trên tay của Dương Bách Xuyên. Võ Văn Trạch nhìn thấy nó, sắc mặt mất tự nhiên. Pháp trượng vạn linh là chí bảo trấn phái của Thánh địa Vạn Linh, là pháp khí cấp bậc tổ tông trong lòng mỗi đệ tử của Thánh địa Vạn Linh. Bây giờ Dương Bách Xuyên dùng pháp trượng để đối phó lão ta, điều này làm Võ Văn Trạch rất khó chịu. Khóe miệng co giật, pháp trượng vạn linh là vật truyền thừa, nhìn thấy pháp trượng như thấy sư tổ, Thánh địa Vạn Linh có tổ huấn. Thánh chủ thánh mẫu cầm pháp trượng vạn linh giống như tổ sư ra đích thân xuất hiện, phải ba quỳ chín lạy. Nhưng bây giờ pháp trượng vạn linh đang ở trong tay một người ngoài, là một tiểu tử, còn là kẻ thù giết chết đệ tử của thánh địa vạn linh, điều này làm Võ Văn Trạch không thể bình tĩnh nổi. Tiểu tử vô lễ. Võ Văn Trạch tức giận, lao đến chỗ Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Võ Văn Trạch tức giận, mỉm cười trong lòng. Hắn lấy pháo trượng vạn linh ra để làm loạn ý chí của Võ Văn Trạch, muốn lão ta khó chịu, xem ra đã đạt được mục đích, nhìn bộ dáng tức giận của Võ Văn Trạch, hiệu quả rất tốt. Đối với Dương Bách Xuyên, chỉ cần ý chí của Võ Văn Trạch bị loạn, hắn sẽ có cơ hội tìm ra sơ hở, sau đó giết chết lão ta. Nhìn thấy Võ Văn Trạch tức giận, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Có thủ đoạn gì cứ tung ra đi, Dương Bách Xuyên chọc tức Võ Văn Trạch. Tay trái của Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, tay phải cầm pháp trượng vạn linh, thúc dục chân khí, ánh sáng bạc và xanh biếc đan chéo vào nhau, bộc phát ra một luồng dao động năng lượng rất mạnh. Nói thật, với thực lực bây giờ của Dương Bách Xuyên, không thể coi là kẻ yếu. Gặp được các loại kỳ ngộ trong hành cung thiên yêu, mỗi một lần đều hóa thành thực lực,
có thể nói bây giờ từ trong ra ngoài của Dương Bách Xuyên đã tăng lên một cấp, có thể phát huy được lực lượng chân chính của kiếm đồ long. Cho dù bây giờ hắn thúc giục pháp trượng vạn linh, lực lượng cũng cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Ngoại trừ sự cường đại của chính pháp khí, quan trọng nhất vẫn là sự mạnh yếu của tu vi của người sử dụng pháp khí. Tu vi cường đại, thì triển ra uy lực của pháp khí cũng càng mạnh. Nếu bây giờ Dương Bách Xuyên chém giết sinh tử, dùng hết thủ đoạn, thật sự không sợ Võ Văn Trạch. Tất nhiên là với tu vi đã bị pháp tắc Thái Hoàng áp chế của Võ Văn Trạch, nếu thật sự đánh với địa tiên tam truyền, lúc này Dương Bách Xuyên đã bỏ trốn mất dạng. Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi Võ Văn Trạch, ngược lại sinh ra sát ý. Bởi vì hắn nhìn thấy tham dục trong mắt lão ta. Chưa nói đến bản thân Võ Văn Trạch là trưởng lão thánh địa vạn linh, thù của hai bên không thể hóa giải, chỉ cần sự tham dục trong mắt lão ta cũng đủ làm Dương Bách Xuyên động sát tâm. Đừng bao giờ có lòng nhân từ với kẻ địch. Đây là lời dạy mà sư phụ luôn dạy hắn. Đồng thời con đường tu chân đầy sóng gió mà Dương Bách Xuyên đi đến bây giờ cũng như vậy. Nhưng tiền đề là hắn có thể nắm chắc giết chết được kẻ địch, nếu không chỉ có đường chạy trốn. Tình huống trước mắt là, mặc dù thực lực của Võ Văn Trạch vượt xa Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương cùng cảnh giới bị áp chế lúc trước. Nhưng hắn cũng trưởng thành. Hơn nữa bên cạnh còn có thêm một long chủng thanh ngưu cấp tôn vương, hơn nữa thực lực của Lục Yên Chi, Đả Tiên Thạch, Trồn Nhỉ, Thú Ngũ Hành cũng tăng lên. Võ Văn Trạch động sát ý với Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên cũng vậy. Thắng hay bại phải xem thủ đoạn mạnh yếu như thế nào. Võ Văn Trạch không hề nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt của Dương Bách Xuyên, thậm chí còn cảm nhận được sát ý trên người hắn. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm tức giận, lão ta là trưởng lão của Thánh Địa Vạn Linh, là đại nhân vật đứng đầu, bình thường lão ta là người nắm giữ sinh tử của người khác, chỉ có lão ta coi rẻ người khác. Nhưng chưa bao giờ bị một tiểu bối khinh thường như vậy. Nghe lời nói ngông cuồng của Dương Bách Xuyên, Võ Văn Trạch cười nói, nếu ngươi muốn tìm chết. Lão phu thỏa mãn ngươi. Nói xong, ánh sáng lóe lên, lão ta tu luyện tà công, thần thông M Dương chỉ, hai tay băng hỏa giao nhau. Tay trái là Dương, tay phải là Âm. Lực lượng chí Dương có thể thiêu đốt tất cả, lực lượng chí Âm có thể đóng băng vạn vật, hóa khí thành thủy, biến hóa thành sương mù. Cũng nhờ đôi tay này, lão ta mới ngồi ổn định vững chắc trên cái ghế trưởng lão thánh địa vạn linh. Có lẽ Dương Bách Xuyên có chút bản lĩnh, nhưng ở trong mắt một địa tiên tam truyền, vẫn chỉ là con kiến. Mặc dù lão ta bị pháp tắc Thái Hoàng áp chế cảnh giới, nhưng thì sao chứ? Mấy ngàn năm tu đạo trưởng thành tích lũy, bản thân lão ta là một loại lực lượng chiến đấu, sợ gì mấy tu sĩ còn con. Võ Văn Trạch lật tay, một tay ngọn lửa, một tay hàn băng, lao về phía Dương Bách Xuyên. Cách thật xa Dương Bách Xuyên cũng có thể cảm nhận được uy lực của ngọn lửa và uy lực của hàn băng trong tay Võ Văn Trạch, hắn không dám chống đỡ, vung kiếm đồ long chém một nhát, ánh sáng xanh biếc của pháp trượng vạn linh cũng bao vây Võ Văn Trạch, chín nhiếp hồn linh vang lên. Không mong có thể làm Võ Văn Trạch bị thương nặng, chỉ mong có thể hóa giải được đòn tấn công của Võ Văn Trạch. Thanh ngưu gầm rú, một hư ảnh thanh ngưu khổng lồ xuất hiện, lao thẳng về phía Võ Văn Trạch. Lục Yên Chi đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên, thúc giục ách nạn chi độc, từng đóa độc liên hoa ách nan bay về phía Võ Văn Trạch. Thú Ngũ Hành và Trồn Nhỏ chuẩn bị sẵn lực lượng để tấn công bất cứ lúc này, nghe con ngây thơ nhìn cảnh chiến đấu trong sân, đôi mắt ngăm đen nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Đả Tiên Thạch hóa thành bản thể, lơ lửng trong không trung, chuẩn bị tìm cơ hội tấn công. Trận chém giết chạm vào nổ ngay. Dương Bách Xuyên cho rằng hắn thúc giục kiếm đồ long và pháp trượng vạn linh, cho dù không thể làm Võ Văn Trạch bị thương, nhưng cũng có thể cản được đòn tấn công của Võ Văn Trạch, sau đó Thanh Ngưu và những người khác tấn công, cuối cùng có thể áp chế Võ Văn Trạch. Ai biết vừa ra tay, hắn thật sự kinh hãi. Hai tay của Võ Văn Trạch, một tay lửa dâng ngập trời, một tay hàn băng bắt mắt. Tay mang ngọn lửa va chạm với kiếm đồ long. Ngọn lửa nóng cực hạn mang theo lực chí Dương không gì sánh kịp làm kinh sợ kiếm đồ long, sau đó một kiếm của hắn bị một trưởng này của Võ Văn Trạch hóa giải. Còn tay hàn băng đối chiến với hàn khí của pháp trượng vạn linh, trực tiếp làm pháp trượng vạn linh đóng băng. Trong mấy giây ngắn ngủi,
Dương Bách Xuyên cảm nhận được năng lượng phát ra từ trong tay của Võ Văn Trạch lớn gấp mấy lần hắn. Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng sau khi áp xúc chân khí, hình thành trạng thái sương mù, hắn đã vượt xa rất nhiều tu sĩ tầm thường, nhưng khi đánh với Võ Văn Trạch, mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Lúc này hắn biết hắn đã coi thường trưởng lão thánh địa cấp bậc địa tiên tam chuyển, địa tiên tam chuyển của Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương kém xa. Cùng là cảnh giới tu vi bị áp chế, nhưng thực lực của Võ Văn Trạch lại mạnh hơn đám Nguyên Thần Huyễn mấy lần. Cho dù là năng lượng chân nguyên hay cách sử dụng lực lượng, loại cấp bậc này của Võ Văn Trạch đã đạt đến một độ cao mà Dương Bách Xuyên không thể tưởng nổi. Đây còn là trình độ cảnh giới bị pháp tắc Thái Hoàng áp chế xuống độ kiếp đại viên mãn, Dương Bách Xuyên rất khó tưởng tượng nếu cảnh giới tu vi của Võ Văn Trạch không bị áp chế, thực lực địa tiên tam chuyển của lão ta còn mạnh đến mức nào. Dù sao Dương Bách Xuyên cảm giác hắn không phải đối thủ của lão ta. Lúc này hắn chỉ có thể tránh né lực lượng mà Võ Văn Trạch bày ra. Trong trận va chạm này, kiếm đầu long run lên bắn ngược, cả cánh tay của Dương Bách Xuyên mất đi chi giác, kiếm đầu long rơi xuống đất. Pháo trượng vạn linh ở tay phải cũng bị hàn băng của Võ Văn Trạch đóng băng. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Thanh Ngưu đến, lúc hai bên va chạm, Võ Văn Trạch đặt hai tay trước ngực và xoay tròn, hình thành thái cực đồ băng hỏa, đẩy về phía Thanh Ngưu. Thái cực đồ và hư ảnh của Thanh Ngưu va chạm. Gào. Võ Văn Trạch mạnh vượt xa dự đoán của Dương Bách Xuyên, hắn không ngờ một người đã bị pháp tắc Thái Hoàng áp chế cảnh giới lại có thể phát huy thực lực bất phàm như vậy. Ngay từ ban đầu hắn đã đặt Võ Văn Trạch và Nguyên Thần Huyễn cùng một cấp bậc, cho rằng bọn họ đều là địa tiên tam chuyển thì thực lực giống nhau. Sau hai lần đánh hắn mới biết thì ra giữa địa tiên tam chuyển và địa tiên tam chuyển cũng có sự khác biệt cực lớn. Nếu nói địa tiên tam chuyển cấp bậc Nguyên Thần Huyễn là phiên bản cấp thấp bị pháp tắc Thái Hoàng áp chế, thì Võ Văn Trạch chính là phiên bản cao cấp, giữa hai người có sự khác biệt về bản chất. Lúc này Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Con Trồn và Đá Đả Tiên cũng ra tay. Điều khiến Dương Bách Xuyên biến sắc là hắn biết cho dù mấy người họ ra tay cũng không phải là đối thủ của Võ Văn Trạch. Trái lại còn có thể bị lão ta đánh trả. Hắn vội vàng hét to, Yên Chi, mọi người mau lùi lại, đừng đánh. Hắn hô to nhưng đã muộn. Bởi vì mấy người Lục Yên Chi đã đồng loạt ra tay. Khi ách nan chi độc của Lục Yên Chi biến thành hoa sen bay về phía Võ Văn Trạch, hai tay Võ Văn Trạch biến ra một âm một dương, ngọn lửa chói mắt và sương mù hàn băng thực thể hóa lập tức bùng lên rồi lan ra xung quanh. Ầm ầm ầm. Trong tiếng vang nặng nề, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy một lực lượng như rời núi lấp biển ập vào cơ thể, hoàn toàn không cho hắn thời gian đối phó. Dương Bách Xuyên liếc thấy ách nan chi độc của Lục Yên Chi đã tan biến cách Võ Văn Trạch 3 mét. Sau đó, Thú Ngũ Hành, Con Trồn và Đá Đả Tiên tấn công nhưng đều bị luồng uy lực cường đại kia của Võ Văn Trạch đánh bay. Sự đáng sợ của Võ Văn Trạch không chỉ dừng lại ở đó. Một tay mang lực hỏa diễm. Một tay mang lực hàn băng của lão ta không phải đòn tấn công đơn giản. Tất cả bọn họ đều bị đánh trúng. Growl. Chít. Phụt. Hu hu. Thú Ngũ Hành và Con Trồn ré lên thảm thiết, Lục Yên Chi hộc máu, Đá Đả Tiên khóc to. Mọi người không bị lửa đốt thì cũng bị băng lan đến. Đòn đánh trả này của Võ Văn Trạch thật sự là dễ như trở bàn tay. Dương Bách Xuyên rơi bộp xuống đất. Lúc này hắn mới hiểu một đạo lý. Đó là trước mặt cường giả chân chính, ưu thế về nhân số cũng chỉ là cọc giấy. Thực lực tuyệt đối đủ để nghiền ép tất cả. Mấy người bọn họ bị Võ Văn Trạch một kích đánh bại. Võ Văn Trạch cười gằn, bước thẳng tới chỗ Dương Bách Xuyên và nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, người đáng chém. Lão ta không cho Dương Bách Xuyên cơ hội nghỉ lấy hơi, thoát cái đã đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Vươn tay chộp đầu hắn. Võ Văn Trạch nghĩ rất đơn giản, trấn áp Dương Bách Xuyên đồng thời siêu hồn hắn. Lão ta đoán bí mật trên người Dương Bách Xuyên không chỉ có truyền thừa thần thông của Bách Biến Chí Tôn, cho nên siêu hồn là nhanh gọn lẹ nhất. Võ Văn Trạch là trưởng lão của điện trưởng lão Thánh Địa Vạn Linh, một khi bùng nổ thật sự đáng sợ. Dương Bách Xuyên bị khí tức của Võ Văn Trạch khóa chặt, trừng mắt nhìn đối phương chộp tay về phía mình. Hắn vô cùng căng thẳng. Đang định gọi sư phụ ra giúp đỡ thì có tiếng xé gió kèm tiếng chửi mắng khàn khàn vang lên.
ầm ầm. Tiếng nổ nặng nề vang lên. Dương Bách Xuyên liếc nhìn, chỉ thấy một nắm đấm to như cối xay xuất hiện, mạnh mẽ đối kích với Võ Văn Trạch. Một giây sau, ánh sáng chói mắt làm Dương Bách Xuyên bất giác nhắm mắt lại, sóng năng lượng khổng lồ nổi lên, hắn lại bị lực lượng khổng lồ này quét bay lần nữa. Rắc rắc. Trong trời đất quay cuồng, Dương Bách Xuyên không biết mình đã va đổ mấy cái cây mới dừng lại. Lúc này chiến trường cũng yên tĩnh lại, Dương Bách Xuyên ho sặc sụa, phun ra rất nhiều máu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Võ Văn Trạch đứng quay lưng về phía hắn, đối diện lão ta là một người khổng lồ cao 100 mét, thoạt nhìn là một người trung niên mày kiếm mắt sáng. Người của Trường Sinh Điện. Dương Bách Xuyên giật mình, trong đầu nảy ra câu này. Người trung niên kia thi triển pháp tướng mà Dương Bách Xuyên rất quen thuộc. Trừ hắn ra, ở tu chân giới chỉ có người của Trường Sinh Điện. Người trung niên thi triển ra pháp tướng cao 100 mét, xem ra tu vi không yếu. Hắn biết pháp tướng lấy thần thông thập nhị chí tôn của sư phụ làm cơ sở, tu vi càng cao thì thi triển ra pháp tướng càng lớn, thực lực càng mạnh. Dương Bách Xuyên biết mình có thể thi triển ra pháp tướng cao 3 mét nhưng tuyệt đối không có khí thế của người trung niên kia. Đối phương rất mạnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người của Trường Sinh Điện đã xuất hiện. Đúng lúc này, Võ Văn Trạch trầm giọng nói, ta tưởng ai, hóa ra là Từ Hữu Đạo, trưởng lão thứ 9 của Trường Sinh Điện. Sao nào, người Trường Sinh Điện muốn nhúng tay hả? Thằng nhãi này đã giết con trai của thánh mẫu nhà chúng ta, cướp pháp trượng Vạn Linh. Lão phu nhận lệnh giết hắn, Từ Hữu Đạo muốn thánh địa Vạn Linh chúng ta khai chiến với Trường Sinh Điện các ngươi phải không? Võ Văn Trạch vừa mở miệng đã chụp mũ, cũng chỉ ra Dương Bách Xuyên giết con trai của thánh mẫu nhà họn họ và cướp pháp trượng Vạn Linh. Xét điểm này thì lão ta có lý. Nhưng Võ Văn Trạch cũng e ngại Từ Hữu Đạo. Từ Hữu Đạo là trưởng lão của Trường Sinh Điện, mà người của Trường Sinh Điện đều là kẻ cuồng chiến đấu. Không phải vạn bất đắc dĩ thì Võ Văn Trạch không muốn đánh nhau sống mái với Từ Hữu Đạo. Lão ta cũng biết Dương Bách Xuyên và Trường Sinh Điện có quan hệ gì, nhưng không biết cụ thể. Lão ta cho rằng mình chỉ ra cái lợi cái hại để Từ Hữu Đạo biết khó mà lui là tốt nhất. Thiết nghĩ Từ Hữu Đạo sẽ không vì một tên Dương Bách Xuyên mà đắc tội với trưởng lão của Thánh Địa Vạn Linh. Phải biết rằng lão ta đã nói Dương Bách Xuyên giết con trai của Thánh Mẫu và cướp pháp trượng Vạn Linh, đây là tội chết đấy. Nếu Từ Hữu Đạo thật sự muốn đánh với lão ta thì chẳng khác nào Trường Sinh Điện trở mặt với Thánh Địa Vạn Linh. Hai người bọn họ là trưởng lão của hai thánh địa lớn. Thân phận rành ra đó. Nào ngờ Từ Hữu Đạo khẽ mỉm cười, thong dong nói, Võ Văn Trạch đừng dọa ta rất sợ đấy. Từ Hữu Đạo nói xong câu mang ý chế nhạo lại tiếp tục cất lời, người nhận lệnh của Vạn Linh Thánh Mẫu, trùng hợp ta cũng nhận lệnh của Thánh Chủ Trường Sinh Điện nhà ta. Dương Bách Xuyên là người mà Thánh Chủ chỉ đích danh muốn bảo vệ, không ai được phép động đến một sợi tóc của hắn, nếu không Từ Hữu Đạo ta sẽ liều chết đến cùng. Ngươi! Võ Văn Trạch giận dữ, lão ta không ngờ thái độ của Từ Hữu Đạo lại kiên quyết như vậy, coi bộ hôm nay đối phương quyết tâm bảo vệ Dương Bách Xuyên. Quả thật trước khi đi, Thánh Chủ Vân Trường Sinh đã dặn dò Từ Hữu Đạo nhất định phải bảo vệ Dương Bách Xuyên bình an vô sự bằng mọi giá. Mặc dù Thánh Chủ còn chưa xác nhận thân phận của Dương Bách Xuyên, nhưng Từ Hữu Đạo biết khả năng cao Dương Bách Xuyên chính là đồng môn của Thánh Chủ Vân Trường Sinh. Hừ, có Từ Mỗ ở đây, người có thể động đến hắn chắc. Từ Hữu Đạo hừ lạnh, vung quyền xông tới chặn Võ Văn Trạch tấn công Dương Bách Xuyên. Sau đó, hai đại cao thủ lao vào đánh nhau. Lúc này Dương Bách Xuyên và đám Lục Yên Chi đã tập trung lại một chỗ, chuẩn bị bàn đối sách hỗ trợ Từ Hữu Đạo. Nhưng hắn lại nghe thấy Từ Hữu Đạo truyền âm tới, đạo hữu tạm thời rời khỏi đây trước đi, để ta cản Võ Văn Trạch. Trước hết ngươi mau tìm một nơi lẩn trốn vì có người đang theo dõi. Năm thánh địa lớn bên ngoài đã phái người vào Thái Hoang, mục tiêu là ngươi. Đi mau lên. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời truyền âm của Từ Hữu Đạo thì chấn động cả người. Hắn nhìn Võ Văn Trạch và Từ Hữu Đạo đánh nhau túi bụi, lặng thinh không nói gì. Hắn từng nghĩ tới chuyện năm thánh địa lớn mà hắn đắc tội sẽ trả thù, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa cả năm thánh địa đều phái người vào Thái Hoang. Dương Bách Xuyên biết người có cấp bậc như Từ Hữu Đạo sẽ không lừa mình. Hắn trầm tư giây lát, sau đó nói với Lục Yên Chi, chúng ta đi thôi. Hắn tự tin nhưng không tự đại,
biết năm thánh địa lớn vào Thái Hoang thì tình cảnh của mình sẽ ra sao. Mà trận chiến với Võ Văn Trạch giúp Dương Bách Xuyên hiểu được cho dù cao thủ bị áp chế cảnh giới thì vẫn là cao thủ, không phải nhìn bề ngoài mọi người có cảnh giới tương đương là có thể chiến thắng. Tuy bị áp chế cảnh giới tu vi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mấy ngàn năm và các thủ đoạn thần thông không bị áp chế, đây đều là vốn liếng. Trước đây hắn có thể giết Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương cấp bậc địa tiên tam chuyển là bởi vì Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương không thuộc cấp bậc như Võ Văn Trạch. Võ Văn Trạch là trưởng lão của một thánh địa, là cao thủ trong cao thủ. Mà Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương chỉ có tu vi bước vào tam chuyển cấp thấp mà thôi. Lúc trước hắn có thể giết Phong M Dương và Nguyên Thần Huyễn dựa vào rất nhiều yếu tố, không liên quan trực tiếp đến thực lực, vì vậy không thể đánh đồng hai đối tượng này. Hơn nữa, trong trận đánh với Võ Văn Trạch, hắn bị đối phương trấn áp cũng chẳng có gì lạ. May mà có trưởng lão Từ Hữu Đạo của Trường Sinh Điện tới hỗ trợ. Nhưng hiện tại thông qua Từ Hữu Đạo hắn đã biết chuyện năm thánh địa lớn mà mình đắc tội đã phái người vào Thái Hoang với mục tiêu là hắn, Từ Hữu Đạo còn bảo hắn rời khỏi đây. Nếu là bình thường Dương Bách Xuyên sẽ không đi, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Thứ nhất, hắn ở lại cũng không giúp được gì cho Từ Hữu Đạo. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Võ Văn Trạch. Thứ hai, nếu người của năm thánh địa lớn tập trung lại đây thì hắn muốn chạy cũng không chạy thoát. Thánh địa Vạn Linh có một người cấp bậc như Võ Văn Trạch đến đối phó mình, lẽ nào không có người thứ hai? Các thánh địa khác cũng vậy. Vì thế, Dương Bách Xuyên không hữu dũng vô mưu, chuẩn bị rút lui. Có Từ Hữu Đạo kìm chân Võ Văn Trạch là đủ rồi. Hắn nghĩ hiện tại mình nên nhanh chóng vào dãy núi Vạn Yêu tránh đầu sóng ngọn gió thì hơn, còn lề mề nữa thì muốn đi cũng không đi được. Lúc này Dương Bách Xuyên mới ý thức được hậu quả của việc chém giết đệ tử của năm thánh địa lớn trong Thiên Yêu Hành Cung nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Tuy nhiên .CSO dù là vậy, nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn vẫn làm như thế. Bởi vì hắn không giết người thì người khác sẽ giết hắn. Đây là tu chân giới. Kẻ mạnh vĩnh viễn chiếm lý, kẻ mạnh giết kẻ yếu không cần lý do. Hắn càng thêm kiên định muốn sáng lập nên một thế lực hùng mạnh có thể đối phó với thánh địa. Hắn biết nếu mình không sáng lập nên một thế lực có thể đối phó với thánh địa thì tu chân giới sẽ không có chỗ cho hắn dung thân. Đương nhiên vẫn có Trường Sinh Điện, nhưng Trường Sinh Điện là do Đại sư Huynh sáng lập. Cùng là đệ tử của sư phụ, hắn không muốn là kẻ yếu nhất. Không muốn dựa vào sự che chở của Đại sư Huynh. Hắn phải dựa vào chính mình. Và lại, hắn biết rõ sống ở tu chân giới thì bản thân mạnh mẽ mới là đạo sinh tồn chân chính. Lùi một bước mà nói, cho dù Trường Sinh Điện có thể che chở cho hắn thì sao chứ? Lẽ nào hắn lại liên lụy tới cả Trường Sinh Điện? Phải biết rằng hắn đã đắc tội năm thánh địa lớn, Trường Sinh Điện chỉ có một mình, có thể chống lại cả năm thánh địa lớn sao? Tất nhiên là không thể. Hơn nữa, tên họ Dương nào đó không nói ra nhưng kỳ thật hắn là một người kiêu ngạo, không muốn dựa vào sự che chở của sư huynh, cũng không muốn liên lụy tới Trường Sinh Điện. Dương Bách Xuyên chắp tay thi lễ với Từ Hữu Đạo tỏ ý cảm ơn, sau đó cả nhóm cấp tốc rời đi, tới thẳng dãy núi Vạn Yêu. Từ Hữu Đạo giữ chân Võ Văn Trạch, thấy Dương Bách Xuyên đã rời đi, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong tình huống này ông không gọi Dương Bách Xuyên là sư đệ, không nhận nhau một là vì không tiện, hai là vì ngượng ngùng, dù sao Dương Bách Xuyên cũng là một thanh niên trẻ. Từ Hữu Đạo là trưởng lão của Trường Sinh Điện, xét về vai vế và chuyện ông cùng Thánh Chủ Vân Trường Sinh đồng sáng lập ra Trường Sinh Điện, quả thật ông nên gọi Dương Bách Xuyên là sư đệ. Việc ông có thể làm là giữ chân Võ Văn Trạch để cho Dương Bách Xuyên rời đi. Từ Hữu Đạo vào Thái Hoang hơi muộn. Khi ông tiến vào ngoại vực Thái Hoang từ tấm chắn pháp tắc, lần theo khí thức mà Mộ Trường Phong để lại tìm đến Thiên Yêu Hành Cung, thì nhóm Dương Bách Xuyên đã rời đi. Sau đó ông lại vội vàng tìm kiếm, đến hôm nay mới tìm được khí thức của Dương Bách Xuyên, nào ngờ đúng lúc gặp phải trưởng lão Võ Văn Trạch của Thánh Địa Vạn Linh. Trên đường tìm kiếm Dương Bách Xuyên, Từ Hữu Đạo cũng nhận được tin năm Thánh Địa lớn bên ngoài gồm Thông Thiên Cung, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Thánh Địa Vạn Linh. Bách Luyện Sơn Trang cũng đã nhận được tin Dương Bách Xuyên giết môn hạ đệ tử của bọn họ trong Thiên Yêu Hành Cung, vì vậy phái người vào Thái Hoang truy sát Dương Bách Xuyên. Nhưng Từ Hữu Đạo biết chân tướng,
Dương Bách Xuyên mang theo một con yêu thú ra khỏi Thiên Yêu Hành Cung, nói trắng ra mấy thánh địa lớn gây chiến là vì yêu thú bên cạnh Dương Bách Xuyên mà thôi. Mấy thánh địa có lịch sử lâu đời, tất nhiên biết một số bí văn ở tu chân giới và trong thái hoang. Thông qua miêu tả, bọn họ kết luận yêu thú mà Dương Bách Xuyên mang từ Thiên Yêu Hành Cung ra ngoài chính là thần thú Kỳ Lân. Bởi vì trong ghi chép của mấy thánh địa lớn, xưa kia chủ của Thiên Yêu Hành Cung là một con Kỳ Lân, vì vậy yêu thú mà Dương Bách Xuyên mang ra ngoài hẳn là thần thú Kỳ Lân. Lần này năm thánh địa lớn bị Dương Bách Xuyên đắc tội danh chính ngôn thuận phái người vào Thái Hoang với ý đồ cướp thần thú Kỳ Lân của Dương Bách Xuyên. Hiện tại ở tu chân giới, thần thú đã là truyền thuyết, đặc biệt thần thú Kỳ Lân còn là vua của yêu thú. Có câu Kỳ Lân xuất hiện, vạn thú thần phục. Đủ thấy ai có được một con thần thú Kỳ Lân thì có lợi cỡ nào. Hiện giờ thần thú Kỳ Lân mới chỉ là con non, là thời cơ ra tay tốt nhất. Huống chi từ hữu đạo còn biết lực lượng trong máu của thần thú có ích cỡ nào đối với người tu chân. Tóm lại, hiện tại Dương Bách Xuyên gặp rắc rối to, tạm thời từ hữu đạo chỉ có thể cầm chân võ văn trạch cho Dương Bách Xuyên chạy trốn. Nếu không, đến khi người của năm thánh địa lớn đuổi đến bao vây thì xong đời. Ngoài ra, từ hữu đạo phát hiện thấy cách đó không xa có người của U Linh Chi Đô đang lén lút theo dõi, hiển nhiên cũng không có ý tốt. Vì vậy ông mới truyền âm thúc giục Dương Bách Xuyên mau chóng rời đi. Sau khi Dương Bách Xuyên đi rồi, Từ Hữu Đạo cũng thoải mái đối chiến với Võ Văn Trạch. Nhưng bọn họ không biết rằng cách đó không xa, Minh Du Nhiên cung kính đứng bên cạnh một nữ tử mặc đồ đỏ, đeo khăn che mặt chỉ để lộ đôi mắt giống nàng ta, có điều bộ đồ nữ tử này đỏ như máu. Sư tỷ, chúng ta phải làm gì? Minh Du Nhiên cung kính hỏi nữ tử áo đỏ. Ở trước mặt nữ tử áo đỏ này, nàng ta có vẻ căng thẳng. Cả hai cùng là tu vi độ kiếp đại viên mãn, nhưng Minh Du Nhiên biết vị sư tỷ áo đỏ này có thể giết 10 nàng ta. Bởi vì sư tỷ áo đỏ này là người của sát thủ đường thuộc U Linh Chi Đô. Cả tu chân giới đều biết có một tổ chức sát thủ tên là U Linh. Cũng có nhiều người suy đoán tổ chức sát thủ U Linh là thế lực của U Linh Chi Đô, nhưng U Linh Chi Đô chưa từng thừa nhận. Mà tổ chức sát thủ U Linh cũng chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến U Linh Chi Đô. Chỉ có nội bộ U Linh Chi Đô mới biết tổ chức sát thủ U Linh là người của U Linh Chi Đô. Mà vị sư tỷ áo đỏ trước mặt này chính là Lam Phật, người được thánh chủ phái tới lần này. Nàng ta dẫn theo 20 sát thủ U Linh đến đây, quyết tâm lấy được thần thông bách biến chí tôn trên người Dương Bách Xuyên. Nếu tổ chức sát thủ U Linh có thể lấy được thuật thần thông thiên biến vạn hóa của Bách Biến Chí Tôn, thì sát thủ U Linh sẽ tăng tiến chất lượng một lần. Minh Du Nhiên hỏi xong, chỉ nghe Lam Phật bật ra hai chữ lạnh như băng, đuổi theo. Nói xong Lam Phật mặc đồ đỏ vung tay lên, 20 sát thủ U Linh phía sau soàn soạt ra tay. Không thấy rõ bọn họ thi triển thuật thần thông, nhưng lại biến mất đầy kỳ lạ. Sau đó... Minh Du Nhiên phát hiện Lam Phật cũng biến mất không còn tăm hơi, một giây sau chỉ thấy cây cối cách mấy trăm mét phía trước xào xạc. Nơi này chỉ còn lại Khương Thế Long và Minh Du Nhiên. Minh Du Nhiên không muốn liên lụy tới Khương Thế Long, bèn nói, Khương Sư Huynh, tiếp theo ta phải đi theo Sư Tỷ, ngươi, trở về thì hơn. Sư Tỷ Lam Phật là đệ tử của thủ lĩnh sát thủ U Linh, là người thừa kế tương lai của tổ chức sát thủ. Minh Du Nhiên hiểu rõ vị sư tỷ sát thủ tên Lam Phật này, nếu Khương Thế Long đi theo nàng ta, ngộ nhớ biết được lai lịch của thế lực thì Lam Phật chắc chắn sẽ giết hắn ta. Mặc dù Minh Du Nhiên không thích Khương Thế Long, nhưng cũng không muốn hắn ta bị sư tỷ Lam Phật giết. Người đi đâu ta theo đó? Khương Thế Long nói. Không phải, người đi đi, sư tỷ của ta khó tính lắm, xong chuyện ta sẽ tìm ngươi. Minh Du Nhiên nói. Khương Thế Long cười ha ha, ta không sợ. Ngươi đừng lo, ta chọc vào sư tỷ của ngươi thì nàng không có lý do giết ta. Ngươi, Minh Du Nhiên cạn lời. Thấy Khương Thế Long quyết tâm đi cùng, nàng ta đành nói, tùy ngươi vậy, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Khương Thế Long muốn đi cùng, Minh Du Nhiên sẽ không khuyên nhủ. Nàng ta vẫn luôn lợi dụng Khương Thế Long, từ trước tới giờ chưa từng thích hắn ta, nhưng cũng không muốn hắn ta chết. Lại càng không thể nói ra thân phận của sư tỷ Lam Phật là sát thủ U Linh. Sau khi báo lại chuyện của Dương Bách Xuyên, Minh Du Nhiên nghĩ tông môn hội sẽ phái cao thủ tới, nhưng không ngờ thánh chủ lại thẳng thừng phái sát thủ U Linh đến,
có thể thấy thánh chủ vô cùng coi trọng thần thông bách biến chí tôn trên người Dương Bách Xuyên. Nhưng hiện tại Khương Thế Long lại mang đến cho Minh Du Nhiên một vấn đề nan giải. Nàng ta biết Khương Thế Long đi theo mình sẽ nguy hiểm nhường nào. Sư muội sao vẫn chưa đuổi kịp. Ngay khi Minh Du Nhiên đang nói với Khương Thế Long, giọng của Lam Phật Tử phía trước vang lên khiến cả người Minh Du Nhiên run lên, nàng cũng không nhiều lời với Khương Thế Long nữa, hắn muốn theo thì theo, đợi tới khi Lam Phật sư tỷ muốn giết hắn thì sống chết có số vậy. Minh Du Nhiên sợ Khương Thế Long sẽ phát hiện ra thân phận u linh của Lam Phật, bây giờ để hắn đi nhưng Khương Thế Long lại không chịu. Sát thủ u linh vẫn luôn là bí mật của u linh chi đô, bên ngoài cũng chỉ là suy đoán mà thôi, một khi để Lam Phật biết được, nàng muốn giết Khương Thế Long để giữ bí mật thân phận, vậy thì Khương Thế Long sẽ mất mạng. Khóe miệng Khương Thế Long lộ ra ý cười vui vẻ, hắn cũng theo sát Minh Du Nhiên. Lúc này, nhóm Dương Bách Xuyên cũng đang gấp rút lên đường. Đá Đà Tiên đuổi kịp Dương Bách Xuyên nói, chủ nhân, ta cảm thấy có gì có không đúng. Sao thế? Dương Bách Xuyên nhíu mày hỏi. Thiên phú của Đá Đà Tiên ở Thái Hoang chính là, nó có thể nhìn thấy được sự thay đổi của mọi thứ trong phạm vi nhất định thông qua đá kim loại, nó nhận thấy có thứ gì đó đang di chuyển nhanh chóng phía sau họ. Ta cảm giác, phía sau chừng 500-600 mét như có thứ gì đang lần theo dấu vết của chúng ta. Đá Đà Tiên nói. Dương Bách Xuyên nhướng mày, có biết được là người hay cái gì không? Đá Đà Tiên đáp, hơi mơ hồ, tạm thời không cảm nhận rõ được. Dương Bách Xuyên cũng không dừng bước, hắn nói với Đá Đà Tiên, cảm nhận kỹ xem, theo chân chúng ta là người hay ma. Ta biết rồi, a chủ nhân, hình như là ma thật, Đá Đà Tiên hô lên. Nói chuyện tử tế xem nào, người nhìn thấy cái gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Đá Đà Tiên đáp, lần này, ta cảm nhận được rõ ràng rồi, theo sau chúng ta hẳn là người, nhưng tốc độ và chuyển động của những người này giống như bóng ma, bọn họ như hóa thành không khí trôi lơ lửng, hơi thở lại giống con người. Bọn họ càng ngày càng gần chúng ta rồi. Dương Bách Xuyên vừa nghe đã nổi đóa, người thì bảo người, cái gì mà giống như con người? Bọn họ đông không? Không phải đâu chủ nhân, sở dĩ ta không chắc chắn là vì ta cảm thấy khí tức của bọn họ hơi khác với con người, tản ra hơi thở u ám, nhưng quả thật là con người, có khoảng 21 người. Tới đây, Đá Đà Tiên lại nói tiếp, không đúng, phía sau có thêm hai người, còn là người quen, một là Minh Du Nhiên, người còn lại là Khương Thế Long, hình như cùng một phe. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì liền hiểu, dường như của Đá Đà Tiên là có ý gì. Nếu Minh Du Nhiên ở đó thì cũng dễ hiểu, người của U Linh Chi Đô có hơi thở không giống với con người, ngược lại không khác mấy so với quỷ tu. Xem ra là người của U Linh Chi Đô, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, không cần để ý, chúng ta tiếp tục. Chủ nhân, sợ là không đi được rồi. Đá Đà Tiên khổ sở nói, có một người đã đi vòng tới trước mặt chúng ta. Dương Bách Xuyên giật mình, hắn vội vàng ngẩng đầu dùng mắt càn khôn nhìn. Trước mặt bọn họ quả thật có một nữ tử áo đỏ, cách ăn mặc giống hệt Minh Du Nhiên, nàng ta mang khăn che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Dừng, hắn dừng bước. Dương Bách Xuyên quay sang nói với Thanh Ngưu, Lão Ngưu bảo vệ nhóm Lục Yên Chi. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn thấy nữ tử áo đỏ, ánh mắt nàng ta lạnh lẽo không hề có cảm xúc, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng lạnh nhạt, quỷ dị hơn là Dương Bách Xuyên không cảm nhận được sức mạnh thông qua hơi thở của nàng ta. Điều này khiến hắn cảnh giác. Sau khi hắn dừng bước, nữ tử kia cũng không cử động. Lúc này, Đá Đà Tiên lên tiếng, chủ nhân, chúng ta đã bị bao vây rồi, có 20 người trong bóng tối, dường như đã hòa vào một thể với hoàn cảnh xung quanh. Lần này không cần Đá Đà Tiên nói, thông qua không gian hắc liên, hắn phóng thích linh thức, trong vòng 100 mét chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng không thể giấu được hắn, những bóng người này không thể nhìn được bằng mắt thường. Nhưng trong linh thức lại có thể phát hiện ra nơi ẩn thân của bọn họ, người thì ở trên cây cao, người nấp sau tảng đá, không nhiều không ít, cộng thêm nữ tử kia là vừa tròn 21 người. Ngay sau đó, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cảm nhận được, đứng sau đám người Dương Bách Xuyên 30 mét rồi dừng lại. Sau khi bọn họ cảm nhận được nữ tử áo đỏ kia không nhúc nhích, giọng nói lại tràn đầy lạnh giá, sư muội, hắn ta là người mà muội nói sao? Dương Bách Xuyên biết nữ tử áo đỏ đang hỏi Minh Du Nhiên, mà hắn, ở đây chính là đang nhắc tới mình,
bởi vì ánh mắt nàng ta chỉ về phía bên này. Minh Du Nhiên nhìn về phía Dương Bách Xuyên, cuối cùng cũng bỏ lớp ngụy trang, nàng ta không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, Dương đạo hữu chớ trách, chúng ta chỉ muốn truyền thừa thần thông bách biến chí tôn ở trên người ngươi, mong Dương đạo hữu giúp đỡ. Dương Bách Xuyên cười lớn, trong lòng thì nổi cơn tam bành, hắn cười lạnh nhìn Minh Du Nhiên, các người đúng là khinh người quá đáng, chưa nói tới việc ta không có cái gì mà bách biến chí tôn, các ngươi làm như vậy, cho dù có thì ta cũng không đưa. Quả thật, những người này không khác gì bọn cướp, Dương Bách Xuyên nghĩ mà tức. Lúc trước có Võ Văn Trạch, bây giờ lại thêm đám người U Linh Chi Đô. Nếu như cộng thêm những người của ngũ đại thánh địa mà từ hữu đạo, hiện tại có tới 6 thánh địa muốn đối phó với hắn rồi. Nhìn Khương Thế Long bên cạnh Minh Du Nhiên, Dương Bách Xuyên nghĩ, sợ là người của thánh địa đao chủng cũng không muốn làm người ngoài cuộc. Tu chân giới có 9 thánh địa thì có tới 7 thánh địa muốn đối phó với hắn. Ức hiếp người quá đáng. Minh Du Nhiên nói, Dương đạo hữu, ta khuyên ngươi lấy ra đi, dù sao cũng chỉ là một bộ thần thông mà thôi, không có nó ngươi còn có những thần thông khác. Bọn ta lại chỉ cần bách biến chí tôn trên người ngươi, nếu như ngươi giao ra thì ta thề với trời, chắc chắn sẽ không làm khó ngươi, thả các ngươi rời đi, nếu không thì sư tỷ sẽ không dễ nói chuyện như ta đâu. Nó cũng chỉ là một công pháp thần thông, nếu như mạng cũng không còn thì thần thông có tác dụng gì. Đúng không, hơn nữa ta còn có thể soát hồn ngươi, hy vọng đạo hữu suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ em gái nhà ngươi, các ngươi đường đường là người của thánh địa. Hành vi lại không biết liêm sỉ như vậy, uổng cho cái danh thánh địa, muốn chém muốn giết thì lên đi, phí lời làm gì. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã vô cùng tức giận. Dương Bách Xuyên nổi giận gầm lên, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng, hóa thân pháp tượng 100 mét, hắn phất tay lấy ra thông tiên lệnh và thông tiên kỳ cướp được từ Mai Hoa Tiên Tử giao cho Lục Yên Chi, tự bảo vệ bản thân. Kiếm đầu long xuất hiện trong tay thông qua kiếm linh, kiếm đầu long biến lớn dài 9 mét. Hắn nắm chặt trong tay cho tới khi kiếm đạt tới kích cỡ phù hợp với pháp tướng, chuẩn bị chém giết. Nếu như tốc độ không quỷ mị như nữ tử áo đỏ, vậy thì đánh thôi, Dương Bách Xuyên hắn cũng đâu dễ chọc. Giết! Giọng nói này vang lên từ nữ tử áo đỏ. Dứt lời, nàng ta hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ lao thẳng tới phía Dương Bách Xuyên. Xung quanh cũng xuất hiện 20 bóng người đen kịt, chớp mắt đã tới trước mặt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên phóng linh thức, tất cả mọi vật ở phạm vi 100 mét đều hiện lên trong đầu hắn. Hắn phát hiện thân pháp hoặc nói đúng hơn là công pháp tu luyện của những người này rất quái dị, bọn họ có thể lơ lửng trong không khí, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tu vi của bọn họ không cao như hắn tưởng tượng, nữ tử áo đỏ cao nhất cũng chỉ là độ kiếp đại viên mãn đỉnh phong, những người còn lại đều là đại viên mãn. Nhưng trên người bọn họ tản ra hơi thở rất quái dị, cực kỳ u ám. Thân pháp và năng lực khí tức đều rất khác thường. Dương Bách Xuyên một tay ấn kim cang chí tôn, một tay vung kiếm chém ra bốn phía, từng đóa kiếm khí hắc liên bùng nổ như hoa lê trong mưa bão. Ấn kim cang chí tôn nhắm tới nữ tử áo đỏ, kiếm khí hắc liên tấn công 20 bóng dáng quỷ dị ở xung quanh. Ầm. Phụt phụt phụt. Ấn kim cang chí tôn đánh ra, chí dương chí cương, Dương Bách Xuyên rất có tự tin đối đầu với nữ tử áo đỏ, nhưng hắn không ngờ một chưởng này của hắn đánh lên người đối phương, nàng ta trực tiếp nổ, hóa thành một đám xương máu. Linh thức của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm 20 người kia, khi kiếm khí hắc liên của hắn chém tới, từng người bị đánh chúng cũng không còn bóng hình, trực tiếp biến mất. Lão đầu vừa lên tiếng, Dương Bách Xuyên càng tin chắc suy đoán của mình, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không kịp hỏi nhiều, hắn vội vàng khởi động hai mệnh tinh thái dương thái âm trong cơ thể. Con! Tiếng du dương của chuông Đông Hoàng vang lên. Ngay sau đó, phù văn chuông Đông Hoàng lóe lên, trái tim Dương Bách Xuyên đập loạn. Phụt! Đột nhiên, phía sau lưng hắn bị vũ khí sắc bén đâm thấu. Cũng đúng lúc này, Dương Bách Xuyên phát hiện nữ tử áo đỏ kia đang lơ lửng sau lưng mình, trong tay cầm một con dao găm tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đâm vào tim hắn. Pháp tướng lập tức biến mất. Cơ thể hắn nhanh chóng trở về kích thước như ban đầu. Phụt! Cũng không biết nữ tử áo đỏ dùng pháp khí gì, vết đâm sau lưng không chỉ đâm vào pháp tướng mà còn cắm sâu vào bản thể hắn, khiến Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu.
nguy hiểm rình rập, mệnh tinh thái dương chuông đông hoàng xuất hiện, cuối cùng cũng đẩy lùi được nữ tử kia. Nếu như không có chuông đông hoàng, Dương Bách Xuyên cảm giác như nữ tử áo đỏ sẽ giết hắn. Chuông đông hoàng vang lên, ánh sáng tỏa ra, bộc phát sức mạnh cực nóng của chí dương chí cương, ánh sáng chiếu xuống, nữ tử áo đỏ kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng rời khỏi sau lưng Dương Bách Xuyên. Lần này không khiến Dương Bách Xuyên mạng nhưng cũng làm hắn toát cả mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật. Nếu không có lão đầu nhắc nhở thì hắn nguy to rồi, nữ tử áo đỏ kia mang lại cho hắn một cảm giác, nàng ta không chỉ có thân pháp quỷ dị mà thủ đoạn ra tay cũng im hơi lặng tiếng, thật giống như một u linh. Chúng chiêu trong im lặng. Lần này, Dương Bách Xuyên nghĩ lại mà phát sợ. May mà sau khi thôi động mệnh tinh, chuông đông hoàng của hắn có tác dụng, cuối cùng cũng đẩy lùi được nữ tử áo đỏ. Ngay sau đó, mệnh tinh thái âm cánh cửa u đô của Dương Bách Xuyên cũng xuất hiện. Mệnh tinh thần tượng lơ lửng ở phía sau. Cho dù là chuông đông hoàng hay là cánh cửa u đô, thậm chí là cả mệnh tinh thần tượng, tất cả đều là sức mạnh thần hồn cường đại. Lão đầu vừa nhắc nhở hắn, nói nữ tử kia là cái gì mà sát thủ u linh nửa người nửa ma, lúc này Dương Bách Xuyên mới thực sự tin tưởng nàng ta chính là sát thủ, nhưng lại không hiểu thế nào là nửa người nửa ma. Mặc dù hắn tạm thời chịu thiệt nhưng vẫn chưa mất mạng. 20 nóng người bị kiếm khí hắc liên đánh tan cũng xuất hiện xung quanh hắn, thanh nhu gầm lên, kích thước cơ thể tăng lên không biết bao nhiêu lần, miệng phát ra tiếng rồng ngâm, phun ra một ngụm thanh khí. Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, quả nhiên 20 u linh kia đều bị khí màu xanh của thanh nhu đẩy lùi. Dương Bách Xuyên biết thứ thanh nhu phun ra không phải khí bình thường mà là long tức, đương nhiên không phải long tức của chân long, mặc dù là như vậy nhưng thanh nhu vẫn là long chủng. Hơn nữa còn có cấp bậc tôn vương, lúc trước không địch lại được Võ Văn Trạch nhưng vẫn có thể đối phó với đám u linh này. Hơn nữa, Lục Yên Chi đã ném ra độc ách nan, phối hợp với tấn công của Thanh Nghiêu, 7-8 u linh đã nằm dạp xuống. Thú Ngũ Hành và Trồn Nhi, đã đả tiên ngăn cản Minh Du Nhiên và Khương Thế Long. Vì sao, người nói làm con lơ mơ rồi đây, cái gì mà mạnh nhất cũng là yếu nhất? Dương Bách Xuyên hỏi. Vân Thiên Tà tiếp tục nói, bởi vì sát thủ U Linh đã từ bỏ thân xác, nhưng không phải từ bỏ hoàn toàn, mà là giữ lại một bộ phận huyết tinh để bao bọc thần hồn, nhìn có vẻ là vứt bỏ thân xác nhưng chỉ cần huyết tinh tồn tại thì không tính là hoàn toàn vứt bỏ thân xác. Huyết tinh tồn tại thực ra là vật dẫn của thần hồn, sát thủ U Linh mạnh mẽ là vì thần hồn bọn họ mạnh mẽ, chỉ cần huyết tinh của con tìm được vật dẫn huyết tinh, chẳng khác nào cầm chắc mệnh môn của bọn họ, đến lúc đó hủy diệt huyết tinh. Tự nhiên bọn họ sẽ bị diệt. Không đúng đâu lão già, nếu huyết tinh là vật dẫn tương tự như thân thể, cho dù tìm được huyết tinh đi nữa thì thần hồn cũng là tồn tại hùng mạnh, sao thân thể lại dễ dàng bị giết chết như vậy? Đó là con đang nói trong tình huống tu sĩ bình thường, phương pháp tu luyện của sát thủ U Linh vô cùng đặc biệt, tự biến mình trở nên thon dài nửa người nửa quỷ, cố nhiên đạt tới thủ đoạn giết người giống như U Linh, nhưng đó không phải con đường quỷ tu thuần túy. Cũng không phải tu sĩ bình thường, cho nên huyết tinh và thần hồn của sát thủ U Linh khác với những tu sĩ khác. Muốn tìm ra huyết tinh cũng không phải chuyện dễ, mà thần hồn của sát thủ U Linh lại giấu trong huyết tinh hủy diệt, thần hồn không còn tính uy hiếp, cái khó là không dễ gì tìm ra vật dẫn huyết tinh. Trong mắt người khác, chỉ là một đám xương máu, nhưng thực ra huyết tinh sát thủ U Linh cực kỳ nhỏ bé, giống một hạt cát ẩn giấu trong làn xương máu, đánh không tới. Tìm không ra, cho nên xưng là U Linh. Phương thức tu luyện đặc biệt của sát thủ U Linh tạo nên thần hồn đặc biệt, thần hồn được giấu trong huyết tinh giống như hạt cát, cho nên mặc dù thần hồn hùng mạnh, nhưng chỉ cần tìm được huyết tinh, coi như đã nắm được tử huyệt của sát thủ U Linh trong tay. Vi sư hiện tại nói cho con biết, làm thế nào để tìm kiếm huyết tinh mệnh môn của sát thủ U Linh, con hãy nhớ kỹ làm như vậy, như vậy. Vân Thiên Tà nói xong. Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Hắn không nghĩ rằng phương pháp của lão già lại đơn giản như vậy, nếu đúng như lão già nói, đến lúc đó nữ tử mặc áo đỏ và thuộc hạ của nàng ta không còn đáng lo lắng nữa. Đương nhiên Dương Bách Xuyên rất tin tưởng lão già, bởi vì lão già đã từng giết chết một đời thủ lĩnh sát thủ U Linh, mà trong những sát thủ U Linh này bao gồm cả nữ tử mặc đồ đỏ, cũng không thể nào so sánh với thủ lĩnh U Linh. Giết không dễ, nhưng cũng không dễ tha. Dựa theo phương pháp lão già giảng giải,
thực ra để tìm được huyết tinh mệnh môn của sát thủ U Linh cũng có nguy hiểm, nhưng hiệu quả nhanh. Lúc hai thầy trò ngầm trao đổi trong lòng, Dương Bách Xuyên phát hiện Lục Yên Chi và Thanh Ngưu đã đánh lui 20 sát thủ kia. Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng bị thú ngũ hành, chồn nhỏ và đá đả tiên liên thủ ngăn cản. Lúc này nữ tử mặc đồ đỏ đứng ở ngoài hơn 10 mét, không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên như muốn từ trên người Dương Bách Xuyên nhìn ra một ít gì đó. Dương Bách Xuyên đi tới gần Lục Yên Chi rồi truyền âm, kể lại chuyện lão già vừa nói cho các nàng nghe. Đợt công kích tiếp theo, Dương Bách Xuyên phải giết chết toàn bộ sát thủ U Linh. Nếu lão già đã đưa ra biện pháp giải quyết, bảo hắn giết chết tất cả sát thủ U Linh ở đây, vậy thì giết hết đi. Từ tu chân đến bây giờ, hắn vẫn chưa làm gì cho lão già, đây xem như là lần đầu tiên. Lúc trước hắn đã ước định với lão già, nếu một ngày nào đó đến tu chân giới, hắn sẽ giúp lão già đúc lại thiên thể, nhưng đến bây giờ lão già vẫn chưa từng nhắc lại chuyện này. Dương Bách Xuyên cũng không hỏi. Bởi vì hắn biết có thể là lão già cảm thấy thời cơ không đúng, hoặc là tu vi của hắn còn chưa đủ hùng mạnh, không giúp được lão già đúc lại tiên thể. Mà những sát thủ U Linh có mặt hôm nay chính là lợi tức. Một khắc trước, hắn còn kiêng kỵ nữ tử mặc đồ đỏ, nhưng lúc này Dương Mỗ sát khí đằng đằng, bởi vì có lão già dặn dò, hắn nắm chắc xử lý nữ tử mặc đồ đỏ và những sát thủ U Linh này. Hôm nay mặc dù lão già không nhắc tới chuyện thủ lĩnh sát thủ U Linh sát hại sư nương, thì trong lòng Dương Bách Xuyên cũng cho U Linh Chi Đô vào sổ đen. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất giết người. Từ lúc bắt đầu tiến vào hành cung thiên yêu, Dương Bách Xuyên chưa từng phát sinh xung đột với Minh Du Nhiên, cũng không muốn có xung đột với Minh Du Nhiên, hắn không muốn nhưng Minh Du Nhiên lại tìm sát thủ U Linh đến giết hắn. Đối với những đệ tử thánh địa này, Dương Bách Xuyên quá chán ghét. Dù sao đã đắc tội ngũ đại thánh địa, đắc tội thêm mấy nhà cũng chẳng làm sao. Giết một người là giết, đắc tội một nhà là đắc tội mười nhà vẫn là đắc tội, pháp tắc tu chân giới không phải nói hắn thỏa hiệp thì người ta sẽ buông tha hắn. Ngược lại là hắn càng hùng mạnh, giết đến khi tất cả mọi người sợ đều phải sợ hãi, mới có thể không bị người khác nhớ thương. Nói cho cùng, Dương Bách Xuyên rõ ràng vẫn là nguyên nhân tu vi thực lực của mình không đủ. Nếu như thực lực và thế lực của hắn cường đại đến mức có thể sánh những cái gọi là thánh địa này, thậm chí là vượt qua những thánh địa này, cho dù hắn mang tiên khí, tiên pháp gì, những người này cũng chỉ có thể nhìn xem, trong lòng ngẫm lại mà thôi, sao dám như bây giờ, bị người ta nói ăn cướp là ăn cướp. Loại cảm giác này khiến Dương Bách Xuyên chán ghét đến tận xương tủy. Nghẹn một hơi. Bây giờ rốt cuộc biết được nhược điểm sát thủ U Linh, hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Giết đến khi tất cả mọi người phải sợ hắn, giết hết giết sạch sẽ, tự nhiên sẽ không còn người đuổi giết đánh cướp hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn nắm chắc và có thực lực giết hết được. Người khác không dám nói, nhưng Minh Du Nhiên và nữ tử mặc đồ đỏ những người này, lúc này hắn rất nắm chắc có thể xử lý bọn họ. Sau một đợt công kích, hai bên tách ra. Rồi lại tiến vào đối kháng ngắn ngủi. Dương Bách Xuyên truyền âm báo cho mấy người Lục Yên Chi biết về mệnh môn sát thủ U Linh, bọn họ nghe xong đều có ý cười, gật đầu tỏ vẻ biết. Mà lúc này chỉ nghe nữ tử áo đỏ kia nói, Du Nhiên sư muội quả nhiên không nói sai, ngươi có chút thủ đoạn, nhưng còn chưa đủ, làm Phật ta kính trọng thiên tài, có thể cho ngươi lựa chọn, một là gia nhập U Linh Chi Đô của chúng ta cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt nhất. Hai là ngươi chỉ cần giao ra thần thông bách biến chí tôn, hôm nay ta không giết ngươi. Ha ha ha. Dương Bách Xuyên nghe nữ tử áo đỏ chăm chú tự bảo vệ tên mình, còn mang theo vẻ thưởng thức để nói chuyện, hắn ngây ra một chút rồi cất tiếng cười ha ha. Buồn cười lắm sao, nữ tử áo đỏ cũng có thể gọi là nữ tử tên Lam Phật lạnh lùng nói. Không phải rất buồn cười, nhưng ta cứ thích cười, ha ha. Dương Bách Xuyên cười cười một trận rồi lập tức trầm ngâm nói, Lam Phật. Cái tên này ngược lại rất dễ nghe, không giống tên sát thủ chút nào. Dương Bách Xuyên vừa nói ra lời này, nhiệt độ trong xung quanh giảm đi thấy rõ. Dương Bách Xuyên một câu nói toạc ra thân phận Lam Phật, Khương Thế Long nghe mà khiếp sợ. Ngươi là sát thủ U Linh. Khương Thế Long trong lúc nói chuyện nhìn về Lam Phật, cũng nhìn về phía Minh Du Nhiên.
Sau khi dứt lời, ánh mắt Khương Thế Long gắt gao nhìn chằm chằm Lam Phật và Minh Du Nhiên, toàn thân sát ý bùng lên, hắn ta có một tiểu sư thúc bị người của tổ chức sát thủ U Linh ám sát, từ đó về sau Khương Thế Long thể hễ nhìn thấy sát thủ U Linh tất giết. Nhưng hắn ta lại chưa từng nghĩ tới nữ tử Minh Du Nhiên mà hắn ta thích lại là sát thủ. Ta không phải sát thủ U Linh, ta là đệ tử U Linh Chi Đô, tổ chức sát thủ U Linh độc lập với U Linh Chi Đô, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của thánh chủ U Linh. Minh Du Nhiên bị Khương Thế Long nhìn chằm chằm rất mất tự nhiên, ma xui quỷ khiến giải thích một câu. Nhưng Minh Du Nhiên giải thích những lời này, thực ra là thừa nhận chỗ dựa của tổ chức sát thủ U Linh là thánh địa U Linh Chi Đô. Tuy hai bên nghe như độc lập, thực ra cùng một nguồn gốc, trên bản chất là người một nhà. Mặt mày Khương Thế Long tái mét. Tiểu sư thúc mà hắn ta coi như cha kia, lại chết trong tay sát thủ U Linh, đây là đại kiếp nạn trong lòng ta. Lúc này chỉ nghe Lam Phật nói với Minh Du Nhiên, sư muội ngoại trừ người ở U Linh Chi Đô, bất kỳ người nào biết bí mật của sát thủ U Linh đều phải chết, muội giết hắn, ta tới giải quyết Dương Bách Xuyên. Hắn mà Lam Phật nhắc tới đương nhiên là chỉ Khương Thế Long. Ngay giây sau đó, Lam Phật vừa dứt lời, lập tức vung tay lên, sát thủ U Linh bốn phía đồng loạt xông tới chỗ Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, còn nàng ta thì biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi liếc nhìn nhau, lập tức nhắm hai mắt lại, lần này hắn muốn một kích giết chết Lam Phật, giết chết những sát thủ U Linh này. Ngay lúc Lam Phật biến mất, Dương Bách Xuyên đứng đó nhắm mắt lại, tản linh thức ra xung quanh. Hắn có không gian hắc liên, do đó người khác ở Thái Hoang không thể sử dụng linh thức nhưng hắn lại có thể. Linh thức thông qua không gian hắc liên chẳng khác nào là linh thức được tăng cường, mặc dù chỉ có thể phóng ra trong phạm vi trăm mét, nhưng như thế cũng đủ rồi. Tuy rằng quỹ tích thân pháp của Lam Phật kỳ lạ, như U Linh rất khó nhìn thấy, càng khó bắt được, nhưng dưới tình huống hắn có thể sử dụng linh thức, cho dù Lam Phật có quỷ dị hơn nữa. Dùng linh thức của hắn quan sát, lại thêm hai đại mệnh tinh cùng với mệnh tinh thần tượng đều xuất hiện, hắn có thể nhìn thấy quỹ tích thân pháp của nàng ta. Hóa thành huyết phụ thì sao? Hắn còn có lão già âm thầm hỗ trợ, vừa rồi lão già đã dặn dò, chờ một lát hắn ra tay tìm huyết tinh Lam Phật giấu trong huyết phụ, đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ dựa theo chỉ dẫn của lão già, nhất cử bắt lấy Lam Phật. Tác dụng mấu chốt là huyết tinh, chỉ cần tìm được huyết tinh là tìm được mệnh môn của Lam Phật. Nguyên thần của nàng ta giấu trong huyết tinh, chỉ cần hắn khống chế huyết tinh thì nàng ta hết đường trốn. Về phần những sát thủ U Linh khác, Dương Bách Xuyên cũng đã dặn dò Lục Yên Chi và Thanh Nghiêu, nên vấn đề này không lớn. Không phải tất cả sát thủ U Linh đều hùng mạnh như Lam Phật. Trên thực tế lúc trước Dương Bách Xuyên giao thủ với Lam Phật đã phát hiện thân phận Lam Phật quỷ dị lại có thần hồn độc biệt, nếu không phải được lão già chỉ điểm, hắn đúng thật là không đối phó nàng ta được. Tổ chức sát thủ U Linh nổi tiếng ở tu chân giới, nhưng cũng làm cho rất nhiều tu sĩ vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Nhất định là bọn họ có chỗ hơn người. Dù hắn mở ra linh thức quan sát bốn phía, cũng chỉ cảm giác được dao động năng lượng giống nhau gió nhẹ mà thôi. Trong đầu hắn hiện ra một đám huyết phụ vô cùng mỏng manh, gần như trong suốt. Nhưng Dương Bách Xuyên biết cơn gió này chính là Lam Phật. Giờ phút này trong lòng hắn vừa động hai tay nắm chặt, móng tay cắt rách bàn tay, máu lập tức bốc lên. Cùng lúc đó, giọng nói của lão già vang lên trong đầu, ra tay, bên trái một mét. Dương Bách Xuyên không chút do dự đưa hai tay về phía bên trái vung ra, từng giọt máu trong hai bàn tay rơi lả tả như mưa. Mỗi một giọt máu bên trong Dương Bách Xuyên đều ẩn chứa lực lượng thần hồn, hơn nữa hắn đang khống chế ở từng giọt huyết châu khuếch tán thành lưới. Ngay lập tức hóa thành một tấm lưới tinh huyết dài rộng chín trượng. Chính là trong nháy mắt này, vô hình trung Dương Bách Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được một lực thần hồn càng thêm tinh thuần hùng mạnh đang dung hợp vào huyết châu của hắn. Hắn biết đó là lão già âm thầm xuất thủ, trong lòng càng là chấn định. Lúc này đây nhất định phải bẻ gãy đôi cánh của sát thủ U Linh Lam Phật kia. A! À, ánh chớp chợt lóe lên, tấm lưới gần như hoạt động ngay lập tức. Tiếng kêu thảm thiết này là tiếng của Lam Phật. Dương Bách Xuyên dựa theo lão già dặn dò lấy tinh huyết thúc dục lực thần hồn hội tụ thành một tấm lưới, mục đích là muốn bắt được hóa thân huyết phụ gần như vô hình của Lam Phật. Vốn còn mang theo một chút lo lắng, nhưng nghe được tiếng kêu thảm thiết này,
Dương Bách Xuyên biết rằng chuyện đã thành công. Dựa theo lời lão già nói lúc trước, bản chất tu luyện của sát thủ U Linh vốn là tinh huyết, uống máu tu huyết, nhưng đó là máu của bản thân và máu tiên thiên của trẻ sơ sinh. Mà tinh huyết của người khác nhất là tinh huyết chí dương chí cương cộng thêm dung hợp với lực thần hồn cực nóng chung một chỗ, sẽ trở thành khắc tinh của sát thủ U Linh. Quả nhiên có hiệu quả. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết rõ có được hiệu quả này là nhờ lão già âm thầm ra tay. Nhưng sát thủ U Linh Lam Phật này quả thật có chút thủ đoạn, mặc dù nghe được tiếng kêu thảm thiết nhưng không có nhìn thấy nàng ta hiện thân, Dương Bách Xuyên gần như vô thức mở hai mắt ra nhìn sau khi nghe được Lam Phật kêu lên thảm thiết. Trong tầm mắt hắn chỉ thấy trên tấm lưới lớn mình dùng tinh huyết hội tụ lóe ra kim quang. Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng Lam Phật đâu, nhưng hắn phát hiện huyết võng đang co rút lại rất nhanh. Lão già, có chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn nhìn không được hỏi ra. Gấp cái gì, tinh huyết châu võng đã thả, cá đã lọt lưới, nàng ta chạy không thoát, đừng phân tâm, mau khống chế lưới máu co rút lại. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa, tập trung ý niệm làm cho lưới máu co rút lại. Cảm giác co rút lại này khiến Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Tuy rằng hắn không nhìn thấy, nhưng thông qua lưới máu co rút lại cảm giác được trong lưới máu có một luồng năng lượng dao động tồn tại, tuy rằng rất nhỏ bé, rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên hiểu được, mục đích thực sự của việc lão già bảo hắn đan lưới máu. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên dưới sự chỉ điểm của lão già bày ra một tấm lưới tinh huyết, hơn nữa có lực thần hồn cường đại được lão già âm thầm hỗ trợ, thoáng cái đã bao phủ hạt cát nhỏ bé Lam Phật này ở bên trong. Lập tức tinh huyết võng co rút lại, mặc cho Lam Phật biến thành huyết tinh nhỏ bé thế nào cũng đừng hòng chạy trốn. Bởi vì Dương Bách Xuyên là dùng tinh huyết của bản thân kết thành lưới, mặc dù lúc đầu phất tay có vô số huyết châu bay ra ngoài, nhưng là khi nó co rút lại, những tinh huyết này là hoàn toàn có thể hội tụ dung hợp thành một giọt. Cái này chẳng khác nào Dương Bách Xuyên cuối cùng dùng tinh huyết của hắn bao vây một giọt huyết tinh nhỏ bé do Lam Phật biến thành. Quả nhiên, chỉ trong một hơi thở, Dương Bách Xuyên biến một tấm lưới máu dài 9 trượng hóa thành một giọt tinh huyết to bằng hạt hạt đậu nành. Mà lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được, bên trong giọt tinh huyết to bằng hạt đậu của chính mình này, có một tồn tại bất đồng, tồn tại này tràn ngập hoảng sợ đang kêu la thảm thiết, nó bắt đầu giãy giụa bên trong giọt tinh huyết. Cùng lúc đó trong tai Dương Bách Xuyên nghe được một tiếng rồng kêu của ngé con, growl. Cực kỳ kéo dài, nhưng Dương Bách Xuyên giờ phút này không rảnh để ý tới. Bởi vì lão già thúc giục hắn, mau luyện hóa huyết tinh nội trùng, chỉ cần huyết tinh bị luyện hóa, sinh tử của nàng ta lập tức được định đoạt. Dương Bách Xuyên vội vàng sử dụng ý niệm để kích hoạt lực thần hồn cùng chân khí chí dương chí cương bắt đầu luyện hóa tinh huyết, nói cách khác là huyết tinh bên trong tinh huyết chính là Lam Phật. A a a a a. Từng tiếng hét thảm thiết từ trong giọt máu nhỏ truyền ra. Dương Bách Xuyên ta chính là người thừa kế thủ lĩnh sát thủ U Linh đương thời. Ngươi không thể diệt ta, nếu không toàn bộ tổ chức sát thủ U Linh sẽ truy sát ngươi không chết không thôi, U Linh chi đô cũng sẽ không buông tha ngươi, cho đến chân trời góc biển dù ngươi sắp chết cũng không có chỗ chôn. Ngươi, mau ta thả ta, a a a. Trong giọt tinh huyết to bằng hạt đậu nành, Lam Phật lại uy hiếp Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười lạnh một tiếng nói, thì ra là người thừa kế thủ lĩnh sát thủ U Linh đương thời à, ta, rất sợ nha. Dương Bách Xuyên cố ý trêu chọc Lam Phật, cường độ luyện hóa tinh huyết trong tay ngược lại càng lúc càng nhanh, bây giờ Lam Phật giống như lão già nói, bị hắn vây trong tinh huyết, bị hắn nắm lấy mệnh môn tử huyệt, cho nên hắn không thèm để ý đến lời uy hiếp của Lam Phật chút nào. Dương Bách Xuyên lập tức nói, vậy ta cũng nói cho ngươi biết, bất kể là các ngươi là tổ chức sát thủ U Linh, hay là U Linh Chi Đô, một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt từng tên một, giết thủ lĩnh của ngươi, trảm thánh chủ của ngươi. Bây giờ ngươi có thể chết. Xì xì. Dương Bách Xuyên nói xong, giọt tinh huyết trong lòng bàn tay truyền đến tiếng xì xì rung động, bốc lên khói đen. À, ngươi sẽ bị sát thủ U Linh truy sát không chết không ngừng. Giọng nói tràn ngập oán hận của Lam Phật dần dần nhỏ đi. Dương Bách Xuyên trong lòng khẽ động trưởng giọt tinh huyết trong lòng trở lại trong thân thể mình. Ồ, hắn kinh ngạc hô lên. Vì hắn phát hiện sau khi thu hồi giọt tinh huyết này vào trong thân thể, giọt tinh huyết này ở trong thân thể hắn hóa thành lực lượng tinh thuần,
lực lượng bên trong nguyên thần và tử phủ cũng nhờ vậy mà tăng trưởng theo. Lão già, không ngờ rằng sau khi luyện hóa Lam Phật, con lại còn có thể đạt được lực lượng của nàng ta. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Nói nhảm, con lấy tinh huyết bao vây nàng ta, một tia lực lượng của nàng ta cũng không lộ ra ngoài, tự nhiên sau khi con luyện hóa xong có thể thu được lực lượng của nàng ta, ngày sau nhớ kỹ, gặp người của sát thủ U Linh cứ dùng phương pháp này giết địch, cướp lấy lực lượng của bọn chúng. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ cảm thụ được chân khí của tử phủ trong thân thể mình không ngừng gia tăng cùng nguyên thần lại một lần cường đại một vòng, hắn quả thật vui vẻ nói không nên lời. Cho dù lão già không nói, hắn cũng sẽ dùng phương pháp này đối phó với sát thủ Pháp U Linh. Thấy mấy người Lục Yên Chi đều không xảy ra chuyện gì, Dương Bách Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy 20 cái tên sát thủ U Linh không cùng cấp bậc với Lam Phật nhưng cũng không dễ chọc. Sát thủ nhất am hiểu ám sát nhất, đặc biệt bọn họ còn tu luyện công pháp hóa huyết phi vụ, mỗi lần ra chiêu đều chí mạng. Có điều tình hình trong sân lúc này khá thú vị, Dương Bách Xuyên xem mấy người Lục Yên Chi đang vây quanh Minh Du Nhiên và Khương Thế Long. Giờ phút này, thoạt nhìn cả hai khá nhếch nhác, Dương Bách Xuyên cảm nhận được độc của Lục Yên Chi từ trên người bọn họ, rõ ràng đã giao thủ với nàng mấy chiêu. Kết quả bị Lục Yên Chi và Thanh Nghiêu giết ngược. Dương Bách Xuyên nhìn ra việc này chỉ từ tình hình giữa sân, thế mới thấy hai người kia đang chật vật cỡ nào. Dương Bách Xuyên đi qua, nói với Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, vốn dĩ ta không muốn kết thù với các ngươi ở hành cung thiên yêu này, trên thực tế chúng ta cũng đã chung sống hòa bình, tất cả đều bình an rời hành cung thiên yêu, cho đối phương ấn tượng tốt, thế nhưng hiện giờ ta thật sự rất thất vọng. Dương Mỗ kéo dài giọng, dừng một lát lại rời mắt sang Minh Du Nhiên cô nương. Ta không ngờ ngươi cũng là người âm ngoan. Nhẫn nhịn không xuống tay với ta ở hành cung thiên yêu lâu như vậy là vì ngươi không nắm chắc nhỉ. Hiện giờ ra khỏi hành cung thiên yêu thì chắc chắn rồi ư. Ha ha, thế nào? Không ngờ ta có thể giết chết sát thủ U Linh Chi Đô của các ngươi chứ gì? Có phải rất thất vọng không? Dương Bách Xuyên, thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết. Minh Du Nhiên lạnh lùng mở miệng, thái độ bất khuất kiên cường. Ngược lại Khương Thế Long lại nói với Dương Bách Xuyên, Dương Đạo Hữu, muốn giết thì cứ giết ta đi, thật ra Du Nhiên không muốn kết thù với ngươi. Cương Thi Long ơi là Cương Thi Long, lúc trước Thẩm Bạch đặt cho ngươi cái ngoại hiệu này đúng là chẳng sai, ngươi con mẹ nó không khác gì Cương Thi, sao thế, chẳng lẽ ngươi không phát hiện Minh Du Nhiên vẫn luôn lợi dụng ngươi à? Dương Bách Xuyên sinh ra ở địa cầu, từng gặp qua rất nhiều trà xanh biểu, tự nhiên nhìn ra được Minh Du Nhiên đang lợi dụng Khương Thế Long. Nói thật, từ lúc bắt đầu, ấn tượng của hắn về Khương Thế Long không tệ, đối phương cũng không cùng đối địch với hắn, giờ lại đi theo Minh Du Nhiên, rõ ràng hắn ta đã bị Minh Du Nhiên lừa dối. Trước đó Lam Phật còn ra lệnh cho Minh Du Nhiên giết Khương Thế Long, tiểu tử này yêu vào mất não rồi. Từ trong ánh mắt của Khoao Thế Long, Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra sự yêu thích của hắn ta dành cho Minh Du Nhiên, ngược lại hắn chẳng thấy Minh Du Nhiên có ý gì với Khương Thế Long. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi, Khương Thế Long lớn tiếng phản bác, không có, Du Nhiên không hề lợi dụng ta, chúng ta đã quen biết hơn 300 năm, ta hiểu nàng, hơn nữa Lam Phật kêu nàng giết ta, nàng cũng không ra tay, giữa chúng ta là tình yêu. Thú ngũ hành thú không hề khách khí ngắt lời Khương Thế Long, ngốc tử, con ả này không phải không muốn giết ngươi mà là chưa kịp ra tay đã bị chúng ta bắt lại, nếu không có chúng ta, ngươi đã bị nàng ta giết chết từ lâu rồi. Dương Bách Xuyên không để ý Khương Thế Long nữa mà quay sang hỏi Minh Du Nhiên cô nương, nếu ta nói ngươi giết Khương Thế Long thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống, ngươi có làm hay không? Dương Mỗ bỗng nảy ra một trò đùa dai. Minh Du Nhiên đeo khăn che mặt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Bách Xuyên, hai tròng mắt lộ ra vẻ âm u tàn nhẫn, ý nói ngươi đang lừa quỷ đấy à? Dương Mỗ nhếch môi, ngươi có thể không tin. Khương Thế Long nhìn về phía Minh Du Nhiên. Khiến Dương Bách Xuyên không ngờ chính là Minh Du Nhiên đột nhiên hỏi Khương Thế Long, nếu ngươi nói yêu ta thì sẽ tự nguyện mà nhỉ. Lời này ngay lập tức quét sạch hứng thú của Dương Bách Xuyên với nàng ta, trong lòng hắn sinh ra nỗi chán ghét cùng cực, những lời này của nàng ta là đang cua Khương Thế Long chứ đâu. Khương Thế Long chấn động cả người, nhìn chằm chằm Minh Du Nhiên nửa ngày không nói gì, một lát sau mới mở miệng ta tình nguyện chết vì nàng.
Giờ phút này Khương Thế Long chậm chậm hỏi, có điều, ta muốn hỏi nàng một câu, 300 năm qua, nàng có từng thích ta dù chỉ một chút nào không? Có, thật ta vẫn luôn thích ngươi. Minh Du Nhiên nhìn Khương Thế Long. Ha ha ha. Khương Thế Long bỗng cười phá lên, cười đến ứa nước mắt. Ta thích nàng suốt 347 năm, chẳng sợ ngay cả tảng đá cũng bị sưởi ấm, nhưng sao nàng lại lạnh nhạt như thế, sao ta có thể không biết nàng vẫn luôn ở lợi dụng ta chứ, nhưng ta cam tâm bị nàng lợi dụng, bởi vì ta thích nàng. Biết sao không, 300 năm qua mỗi một lần đi theo nàng rèn luyện, từ bỏ cơ hội về đao chủng là vì làm bạn với nàng, tạo hóa trêu người, kết quả nàng lại là người U Linh Chi Đô hại chết sư muội, hại chết tiểu sư thúc, giờ muốn hại ta. Khương Thế Long cười điên dại, tâm sự hết lời trong lòng với Minh Du Nhiên. Dương Bách Xuyên đứng một bên, im lặng nhìn hắn ta, không ngăn cản Khương Thế Long giết Minh Du Nhiên. Bởi vì đây là việc hắn cố ý thúc đẩy mà. Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đều bị trọng thương, còn chúng độc của Lục Yên Chi, nhúc nhích đã là vấn đề, chỉ có thể mở miệng nói vài câu mà thôi. Trong lúc hắn vạch trần việc Minh Du Nhiên muốn giết Khương Thế Long đã lén dặn Lục Yên Chi giải độc cho hắn ta, hắn muốn nhìn xem Minh Du Nhiên sẽ hành động thế nào, Khương Thế Long sẽ có phản ứng ra sao. Hiện tại đã đạt được mục đích trong lòng rồi. Suy cho cùng, vốn dĩ ban đầu ấn tượng của hắn về Khương Thế Long không tồi, cũng đã có ý định giữ mạng hắn ta. Về phần Minh Du Nhiên thì hắn không muốn buông tha, bởi vì nàng ta là người của U Linh Chi Đô. Sư phụ đã giao nhiệm vụ diệt trừ U Linh Chi Đô CSK hắn, như vậy từ giờ trở đi, hắn gặp ai cũng giết hết, dù sao đều là địch nhân. Khương Thế Long thì khác, hắn ta chưa từng nổi sát tâm với Dương Bách Xuyên, cũng không âm mưu với thần thông bản lĩnh trên người hắn như Minh Du Nhiên, chẳng qua là bị nàng ta lừa dối mà thôi. Có thể bớt gây sát nghiệt thì bớt. Cho nên hắn đã bảo Lục Yên Chi âm thầm giải độc của Khương Thế Long. Sau khi đối phương khôi phục chân khí đã trở tay xiên chết Minh Du Nhiên. Dương Bách Xuyên cũng có lý do tha Khương Thế Long một mạng, có lẽ tương lai sẽ bớt đi một thế lực thánh địa đuổi giết hắn. Từ giây phút Khương Thế Long ra tay giết Minh Du Nhiên, hắn ta đã trở thành kẻ thù của U Linh Chi Đô rồi, gián tiếp là bằng hữu của mình. Minh Du Nhiên trợn mắt, sức sống tan biến. Dương Bách Xuyên vung tay lên nói, chúng ta đi. Hắn cũng không có hứng thú chờ ở đây, sớm ngày rời khỏi Vạn Yêu Sơn là có thể tránh xa đuổi giết của mấy đại thánh địa, nói không chừng lúc này ngựa của ngũ đại thánh địa đã sắp tìm được hắn rồi. Đoàn người đi được mấy chục mét, Khương Thế Long quỳ trên mặt đất bỗng mở miệng, đa tạ Dương Huynh bỏ qua hiềm khích trước đây, Khương Thế Long ta thề từ đây kết nghĩa với Dương Huynh, trời sụp đất nứt vĩnh viễn không bao giờ đối địch, thánh địa đao chủng sẽ không tham dự vào việc đuổi giết Dương Huynh. Dương Bách Xuyên dừng bước. Không quay đầu lại, nghe Khương Thế Long nói, trong lòng không cho là đúng, hắn không cảm thấy Khương Thế Long có thể đại diện cho thánh địa đao chủng. Dương Bách Xuyên tin lời hứa sẽ không đối địch với hắn của Khương Thế Long nhưng hắn không tin thánh địa đao chủng sau lưng hắn ta cũng sẽ như vậy. Hắn vẫy tay, Khương Huynh, sau này còn gặp lại. Dương Bách Xuyên đưa lưng về phía Khương Thế Long phất tay rời đi, không ngờ về sau phát hiện ra Khương Thế Long thật sự có thể đại diện cho thánh địa đao chủng. Chờ Dương Bách Xuyên rời đi, Khương Thế Long mới đứng dậy, lẩm bẩm như đang hỏi người nào đó, khi tiểu sư thúc còn trên đời thường xuyên nói, đao chủng chúng ta tu luyện đao chi đại đạo, truy cầu một đời an tâm, hiện tại ta đã đạt được rồi. Ngay khi Khương Thế Long vừa dứt lời, linh khí đất trời từ bốn phương tám hướng ùa về phía hắn ta, một đầu tóc dài không gió tự bay. Giờ khắc này, Khương Thế Long tựa như một thanh đại đao đã ra khỏi vỏ, tỏa ra chiến ý không gì sánh kịp. Ngay sau đó giữa sân trống rỗng xuất hiện một lão giả lông mi bạc trắng, lão khom người nói, chúc mừng đao tâm của thiếu chủ đại thành, lão gia biết được nhất định sẽ rất vui vẻ, cái ghê thánh tử của thánh địa đao chủng bỏ không ngàn năm, rốt cuộc hôm nay cũng tìm thấy chủ nhân. Khương Thế Long sâu kín liếc nhìn phương hướng đám Dương Bách Xuyên rời đi, nói, thông chi các đệ tử đao chủng đang rèn luyện tại Thái Hoang, không được đối địch với Dương Bách Xuyên, ở thời điểm thích hợp cố gắng trợ giúp. Vâng. Lão nô sẽ nhắc nhở xuống dưới, thiếu chủ, hiện tại chúng ta làm gì? Lão giả cung kính hỏi. Về núi, phụ thân sắp tới lúc phi thăng rồi, làm con cháu Khương gia, ta cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình. Khương Thế Long chậm rãi nói. Hôm nay lên một chương ạ,
còn mai sẽ bù nhé ạ, mong mọi người thông cảm. Dương Bách Xuyên không biết chuyện xảy ra bên phía Khương Thế Long, hắn chỉ hơi đắn đo một chút rồi thôi, không để trong lòng. Dù Thanh Ngưu không nói, Dương Bách Xuyên cũng thấy rồi, phía trước chừng hơn trăm tên, xem phục trang thì là người của Thánh Địa Vạn Linh. Đám sát thủ đánh lén lúc trước còn cố tình ngụy trang, hiện tại mấy người này chẳng thèm để ý, công khai chặn đường. Bắt lấy. Cầm đầu là một nam nhân trung niên mặt mày âm u, tu vi độ kiếp đại viên mãn. Đương nhiên giới hạn tu vi cao nhất ở ngoại vực Thái Hoang chính là độ kiếp đại viên mãn. Chỉ khác ở chỗ đồng cảnh giới nhưng thực lực mỗi người lại chia ra cao thấp. Tất nhiên trong đây không có tam chuyển địa tiên áp chế tu vi cảnh giới như lão già Võ Văn Trạch. Dương Bách Xuyên cảm nhận được từ khí thức của bọn họ, tất cả đều là võ giả độ kiếp kỳ, không có địa tiên lách luật trốn vào. Không cần nhiều lời, giết, Dương Bách Xuyên nói với Thanh Ngưu. Hắn kiêng kỵ địa tiên Võ Văn Trạch chứ không sợ tu sĩ độ kiếp kỳ. Đương nhiên quy mô 100 người là con số không hề nhỏ, nhất định phải hết sức cẩn thận, cũng không thể mắc sai lầm. Một khi bị bắt lại sẽ rất khó thoát thân. Cảnh giới của Dương Bách Xuyên đang ở độ kiếp sơ kỳ, không thể sánh bằng độ kiếp đại viên mãn. Chẳng qua nếu so thực lực, hắn có kiếm đầu long và rất nhiều thần thông bản lĩnh, hoàn toàn không sợ độ kiếp đại viên mãn, đương nhiên đây dưới tình huống 1v1. Chớp mắt đã nhảy ra hơn trăm tên tu sĩ độ kiếp, trong lòng hắn vẫn rất kiêng kỵ. Cũng may bên cạnh có Thanh Ngưu, không đảm bảo tiêu diệt hết đám tu sĩ này nhưng mở một đường máu thì không thành vấn đề. Còn có Lục Yên Chi với thể chất ách nan chi độc, tu sĩ đại thừa đều phải kiêng kỵ ba phần chứ đừng nói là tu sĩ độ kiếp. Thú ngũ hành cũng có thể bộc phát sức mạnh không thua gì độ kiếp đại viên mãn, Điêu Nhi có tốc độ tia chớp và móng vuốt sắc bén, đối phó tu sĩ độ kiếp dễ như trở bàn tay. Tuy gọi đả tiên thạch là tiên thì khoa trương nhưng dư sức giải quyết đám tu sĩ độ kiếp đại viên mãn này, điểm này đã được nghiệm chứng ở hành cung Thiên Yêu. Cuối cùng chính là ngé con. Theo lời Lục Yên Chi, thật ra công lao lớn nhất trong việc giết chết 20 tên sát thủ U Linh Chi Đô phải thuộc về Ngé Con. Cũng không biết Ngé Con đã dùng thiên phú thần thông gì, dựa theo lời Lục Yên Chi, chưa đợi bọn họ ra tay thì Ngé Con đã xử gọn 20 mấy tên sát thủ U Linh Chi Đô rồi, ngay cả các nàng cũng không thể nhìn rõ. Lúc đó Dương Bách Xuyên bận so chiêu Lam Phật nên không để ý Ngé Con, chỉ nghe nó phát ra một tiếng thét dài trong trẻo. Tuy mọi người đều không nhìn ra Ngé Con đã diệt 20 tên sát thủ U Linh Chi Đô như thế nào nhưng hiện tại xem ra, thần thú chính là thần thú, sinh ra đã sở hữu thiên phú thần thông cường đại. Nó mới chỉ là con non, vẫn còn lạ lẫm với thế giới xung quanh, sau khi ở bên Dương Bách Xuyên thì chậm rãi trưởng thành. Dương Bách Xuyên không đặt hết hy vọng lên người Ngé Con, hắn chọn cách mở một đường máu. Dù sao thì tiểu đồng bọn bên cạnh đều không yếu. Giết ra ngoài hẳn không khó. Người Thánh Địa Vạn Linh đã xuất hiện, Dương Bách Xuyên lo là mấy Thánh Địa kia cũng cử người đến. Nếu Thánh Địa Vạn Linh đã tới, vậy chứng tỏ người của mấy Thánh Địa khác cách không xa, có thể đang trên đường tới rồi hoặc đang lén lút trốn đâu đó. Một Thánh Địa Vạn Linh đã hơn trăm người, nếu mấy nhà khác đều xuất hiện thì sao? Thế chẳng phải tầm 500-600 gã tu sĩ độ kiếp đuổi giết hắn à? Nghĩ thế, Dương Bách Xuyên cảm giác ra đầu bắt đầu tê dại, hắn chỉ có chọn cách mở một đường máu, tiến vào Vạn Yêu Sơn, có lẽ đám người này sẽ kiêng kỵ. Không ngờ bọn họ vừa xuất hiện đã vọt lên, không nói một tiếng nào hết, cứ giết trước đã. Rõ ràng chuyện hắn giết mấy người Trình Vĩ Khang ở hành cung Thiên Yêu đã bị mấy đại thánh địa biết được, không nói một lời đã xông lên, hẳn là muốn báo thù. Đối với việc mấy đại thánh địa nhanh chóng nhận được tin, Dương Bách Xuyên không ngạc nhiên mấy, nhà nào cũng là thế lực siêu cấp truyền thừa mấy nghìn năm, nắm được hướng đi của hắn không khó. Thanh Ngưu đi trước dẫn đường, hóa thành một đầu ngưu yêu cao mười mấy mét, toàn thân tỏa ánh sáng lấp lánh, thét ra từng đợt sóng âm xung kích. Ngao! Chỉ cần gầm lên đã khiến mười mấy tên tu sĩ xông tới ôm đầu kêu thảm thiết. Giờ khắc này, Thanh Ngưu hoàn toàn bày thực lực cấp vương của mình. Thực lực của Thanh Ngưu sánh ngang tu sĩ đại thừa, đương nhiên mấy tu sĩ độ kiếp đại viên mãn này không thể chống đỡ. Mỗi lần Dương Bách Xuyên vung kiếm đồ long trên tay ra là mấy tên tu sĩ kêu thảm ngã xuống vũng máu,
một kiếm toàn lực của hắn ở hành cung thiên yêu không hề thua kém khả năng bộc phát của Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Dật, huống hồ mấy tu sĩ này kém hơn hai người kia rất nhiều. Hơn nữa sau khi hấp thu sức mạnh của Lam Phật, chân khí trong tử phủ và lực lượng nguyên thần trong thức hải của Dương Bách Xuyên đã tăng lên, uy lực ẩn chứa trong từng nhát kiếm đều không thể coi thường. Tuy đối phương nhiều người nhưng không một ai có thể tiếp được kiếm của hắn. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Điêu Nhi và Đả Tiên Thạch, từng đám tu sĩ chết như ngả dạ, không ai có thể ngăn cản thế tiến công của bọn họ. Nghe con vẫn luôn đi theo Dương Bách Xuyên, tuy nó không ra tay nhưng cũng không kéo chân sau. Dương Bách Xuyên cũng muốn để nghe con đi theo trải nghiệm giết chóc một phen, như thế mới khiến nó nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại nghe con chỉ là con non, Dương Bách Xuyên không dám trông cậy nó có thể giúp được gì. Vốn dĩ cũng có thể cho đám Lục Yên Chi và Điêu Nhi vào bình càn khôn, mình hắn và Thanh Ngưu là đủ rồi nhưng Dương Bách Xuyên biết, mỗi khi gặp nguy hiểm lại để Lục Yên Chi tránh đi không phải là chuyện tốt. Tu chân giới tàn khốc như thế, phải trải qua chông gai mới trưởng thành được. Dương Bách Xuyên không muốn giữ người bên cạnh mình thành đóa hoa trong nhà kính. Tình huống trước mắt, tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Giao chiến một hồi, bên Dương Bách Xuyên dần dần áp đảo. Tuy nhiên người trung niên dẫn đầu đám tu sĩ của Thánh Địa Vạn Linh cũng không phải hạng đơn giản, ngay sau đó gã hét lớn, lùi lại, kết trận công kích. Gã vừa dứt lời, đệ tử Thánh Địa Vạn Linh nhanh chóng kết thành một trận pháp khổng lồ chừng 60 người, thả công kích. Dương Bách Xuyên tái mặt, mau lùi lại, phòng ngự. Hắn biết các nàng có thể đỡ được công kích của hai người, thậm chí là mười mấy người nhưng công kích của 60 tập hợp lại không phải chuyện đùa. Ngay sau đó, công kích của 60 đệ tử Thánh Địa Vạn Linh ồ ạt bay tới như loạn tiễn, đủ loại mọi màu sắc, không khác gì sao băng rơi xuống trần gian. Ngao! Thanh Ngưu dốc hết toàn lực chạy như điên, cảm nhận được nguy hiểm liền thét dài một tiếng, trên người tỏa ra vầng sáng màu xanh lơ tại thành lớp màn phòng ngự, chắn phía sau dám Dương Bách Xuyên như một kết giới. Ầm ầm ầm. Vô số công kích nổ vang trên bề mặt. Giờ phút này, mấy người Dương Bách Xuyên chạy được mấy trăm mét. Ầm. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, kết giới phòng ngự của Thanh Ngưu vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng vậy đã đủ rồi, mấy người Dương Bách Xuyên đã kéo dài khoảng cách với Thánh Địa Vạn Linh chừng 4, 500 mét. Mỗi người đều dùng toàn lực xuyên qua rừng cây. Chủ nhân, lại có một đợt người tới, phía bên trái chúng ta, tầm mấy trăm mét, lần này Đả Tiên Thạch nói chuyện. Phía bên phải cũng có người, cũng cách trăm mét, phía trước thì hai đám. Thanh Ngưu lên tiếng. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã chạy ra khỏi rừng cây. Giờ phút này, bọn họ đã tới một nơi tầm nhìn trống trải, không có cỏ cây, chỉ có cát vàng. Khinh người quá đáng, Dương Bách Xuyên âm u nhìn bụi đất bốc lên cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng cách mấy trăm mét, rõ ràng đang có một nhóm người chạy tới đây. Giờ phút này, hắn đã thấy được đệ tử của tứ đại thánh địa khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.